phù thủy. Cậu tại hơi nước kỷ nguyên thêm điểm săn ma giới thiệu vắng tắt. Khắc su ru cơ dưới thời đại hơi nước, nguyên sơ từ trong giấc ngủ say thức tỉnh, ngày xưa chúa tể hành tẩu ở nhân gian. Thần chỉ giáng lâm, cổ sư thức tỉnh, tạ quấy tại hoang ca. Quỷ quái, tà thần, dị biến, cao huyền hồng nguyệt, cấm kỵ chi hải, phân liệt hoang nguyên, bình minh thánh vực, khắp nơi quỷ dị, hoang đường, thần bí, tà ác. Vu sư, thánh chức giả, siêu phàm huyết mạch, cấm kỵ vật. Lần lượt xuất hiện. Bánh răng vận mệnh chuyển động, dựng lên một sân khấu rộng lớn. Gôn giang. Tuyệt vọng, tuyệt vọng, tuyệt vọng. Vĩnh sinh, tức là chân lý. Bình minh, chính là một nửa quang minh một nửa hắc ám. Vu sư, ở trong hư vọng đăng lâm. Ta chỉ là muốn trạch ở nhà, nghiên cứu pháp thuật, cải tạo khôi lỗi, nhiều kiếm chút tiền, làm mấy cái phát minh độc quyền. Vệ ân nhìn trên mái vòm thế giới, vô số tồn tại quỷ dị không thể gọi tên, thở dài một hơi, tại sao phải ép tôi? Rơi vào đường cùng, hắn đành phải giơ một ngón tay lên đối với hư không trước mặt. Điên cùng tấn công. Cho ta thêm điểm. Chương một. Ta cũng không dám lại chữ thủy đến. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nửa đêm, thành bang Cú Sơ dần dần yên tĩnh lại. Số 44 đường kim sắc, một tòa nhà hai tầng nằm ở giao lộ, tổng thể được xây bằng gạch đá, mái nhà hình tam giác. Mặt tiền bên ngoài của ngôi nhà được sơn màu vàng sáng, khác hẳn với những công trình kiến trúc khác, chỉ có mái ngói xám phù hợp với phong cách của con phố màu vàng. Tân lịch ngày 8 tháng 8 năm 1578, thời tiết. Vệ ân, lóc nghiêng đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ, trong bầu trời đêm một vòng hồng nguyệt treo cao, mơ hồ có thể thấy được hồng nguyệt trong bóng tối xê dịch, như phụ quan lược ảnh hồng nguyệt chiếu xuống, ánh trăng choáng váng mông lung ảm đạm, khiến cho đêm tối này thêm vài phần mạng che mặt thần bí. Gần đó là một ngọn đèn đường dầu hỏa cao hơn một người, phía trên cột đèn màu đen là chụp đèn bằng gỗ, trên rộng dưới hẹp, xuyên thấu qua cửa sổ còn có thể nhìn thấy ánh lửa mờ nhạt bên trong chụp đèn, xua đuổi đêm tối. Hắn đối với những thứ này đã thập phần quen thuộc. Mỗi đêm trước khi đi vào, khi chung nhà thờ chính tòa Krem vang lên lần thứ sáu, anh sẽ thấy người thắp đèn mặc áo choàng đen, đúng giờ thắp đèn dầu. Ngay sau đó, người thắp đèn sẽ thần sắc túc mục đứng yên, hai tay giao nhau đặt ở hai vai, nói nhỏ: "Ca ngợi bình minh chi chủ." Mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng hắn sẽ dâng lên một ý niệm cổ quái. Nếu đèn dầu không được thắp sáng, phải chăng có nghĩa là bọn họ bị bình minh chi chủ vứt bỏ? Tình. Vệ Ân gõ hai chữ "ấn phím", như vậy đánh vần ra chữ tình màu vàng, đầu nhập vào màn sáng màu đen trước mặt, giống như bị không gian hư vô cắn nuốt, nổi lên vài vòng gần sóng màu đen. Cùng bên ngoài thắp đèn người giàu hỏa đèn đường so sánh, trên tay hắn cái này đại, máy đánh chữ, rõ ràng quỷ dị gấp trăm lần. Trên bệ gỗ sồi, khảm một cái hộp bằng bạc, hoa văn rất tinh xảo, xinh đẹp giống như hộp trang sức. Nhấn công tắc bên trái hộp, bên dưới sẽ chậm rãi bắn ra một thứ giống như bàn phím máy đánh chữ. Tổng cộng 6 hàng, mỗi một hàng có 12 cái ấn phím, tổng cộng 72 cái đại biểu cho chữ ấn phím thông dụng, sắp xếp chỉnh tề trên đó. Tuy rằng ấn phím chế tác hơi có vẻ thô ráp, nhưng khi gõ thanh âm thanh thúy dễ nghe, không khỏi làm cho vệ ân hồi tưởng lại kiếp trước hắn tại Ionia đại lục chiến đấu hăng hái cả ngày lẫn đêm. Đáng tiếc, rốt cuộc không thể trở về. Đúng vậy, hắn không phải người của thế giới này một tuần trước sáng sớm hắn từ trong ngủ say tỉnh lại liền phát hiện chung quanh hết thảy đều thay đổi bộ dáng mới đầu hắn còn tưởng rằng là bạn bè ác tác kịch đem hắn đưa tới phim trường nhưng sau khi nhận được những ký ức còn sót lại của người tiền nhiệm anh buộc phải chấp nhận sự thật rằng anh đã vượt qua trải qua bàng hoàng sợ hãi mất mát vệ ân rất nhanh thu thập xong tâm tình lựa chọn tích cực đối mặt với hiện thực nhất là ở ba ngày trước ban đêm hắn nhìn thấy một đầu ngậm lấy nhân loại cánh tay quái vật, từ cửa sổ đi qua sau. Hắn thề. Đó tuyệt đối là một con quái vật phi thường khủng bố, bộ dạng rất giống sói, bất quá hình thể phải lớn hơn nhiều. Trên người con quái vật kia đều bị vẫy xám trắng bao phủ, tứ chi thiêu đốt ngọn lửa tái nhật, trên lưng còn có một đôi cánh thật lớn, kích động xẹt qua bầu trời đêm. Dưới ánh trăng đỏ chiếu xuống, giống như ác ma bò ra từ vực sâu, khiến người ta không rét mà run mặc dù cách rất xa nhìn trọng nó vệ ân cũng có thể cảm giác được bản thân run rẩy cùng sợ hãi để cho hắn sinh không ra một tia phản kháng ý bất quá hắn cũng nhân họa đắc phúc trong đầu hiện ra một cái tương tự trò chơi thuộc tính bản đồ vật tên thật quen lóp dòng máu dân tộc xa rút nghề nghiệp nôn mức độ dẻo dai bảy bảy đại diện cho sức mạnh thể chất bao gồm sức mạnh tốc độ vóc dáng V. V. Cấp độ tinh thần 8. 15 V1, đại diện cho sức mạnh tinh thần, bao gồm nhận thức, ý chí và linh hồn, v. v. Tài năng Nôn kỹ năng Nôn điểm sinh tồn 3. Đến từ dị giới sinh linh, mặc dù ngươi đã sớm tiếp xúc ẩn giấu ở thế giới chân thật thần bí, nhưng người vô tri cho rằng đó chính là chân thật. Ngươi nhìn trộm thâm uyên ác khuyển, nhưng thầm uyên chủng đã ăn no một bữa cũng không để ý ánh mắt của ngươi, ngươi tránh thoát một kiếp. Đánh giá. Cạn ly vì may mắn. Phần thưởng đặc thù. Đẳng cấp tinh thần bị một thâm thúy ác khuyển. Thâm thúy vượt sâu chi chủ sủng vật, vượt sâu thế giới thủ hộ giả, xuyên qua vượt sâu cùng thế giới hiện thực khủng bố ác ma, thích nhất một loại tên là nhân miệng không nói năng. Ghi chú một. Bất kỳ sự vật bí ẩn nào xảy ra với bạn đều có thể cho phép bạn nhận được phần thưởng điểm sinh tồn, tham gia hoặc chứng kiến. Sự kiện đặc biệt có thể nhận được phần thưởng đặc biệt. Di chú 2 Điểm sinh tồn chỉ có thể được sử dụng để mở khóa kiến thức và nâng cao kỹ năng và khả năng thiên phú. Ngón tay vàng Vệ ân vốn tưởng rằng phải phát triển trong thế giới quỷ dị này, không ngờ còn có kinh hỉ ngoài ý muốn. Tuy rằng cái bản này tạm thời còn không phát huy được tác dụng, nhưng đủ để cho hắn đối với tương lai tràn ngập chờ mong. Vì vậy, từ ngày đó bắt đầu, hắn liền quyết định hảo hảo kiến thức một chút, cái này tràn ngập thần bí, quỷ dị, ma huyễn thế giới. Tuy nhiên, trước đó, hắn đầu tiên phải hoàn thành một phần công việc mà tiền thân vất vả kiếm được. Ca ngợi u hồn chi chủ. Thành bang các so vẫn bình tĩnh như ngày xưa, mặt trời vẫn mọc như thường lệ, mặt trăng đỏ vẫn treo cao, tất cả đều tốt đẹp như vậy sĩ quan tình báo thành bang cát so, vệ ân, lớp đặc ký. Đây chính là công việc mà tiền thân tìm được. Sĩ quan tình báo của U Hồn học phái ở thành bang Cú Sơ. Công việc cũng rất đơn giản, chỉ cần thỉnh thoảng đem chuyện xảy ra trong thành bang, thông qua cái máy đánh chữ kia truyền qua là được. Mà sau khi vệ ân thay thế thân thể tiền thân, hắn liền kế thừa công việc này, cũng phát dương quan đại. Tiền thân bình thường ba ngày truyền một lần, vệ ân thì khác, ngày khác càng. A à không, là kiên trì mỗi ngày đều truyền đi tình báo mới để đổi lấy tiền lương ít ỏi. Mỗi phần tình báo bất quá ngàn chữ, tiền lương bảo đảm 6 xu. Tương đương với 30 đồng kiếp trước. 12 xu một xi si linh, 20 xi si linh một bản vàng, chưa tính phần thưởng bổ sung dựa trên giá trị thông tin tình báo. Hơn nửa mấu chốt nhất. Trong trường phái u hồn học, anh ta có thể mua một số kiến thức thông qua tiền bạc, chẳng hạn như phương pháp thiền định cơ bản nhất chỉ tốn hai bản vàng. Nhìn xem, ngay cả chế độ trích phần trăm tiền thưởng cùng chế độ đổi điểm tích lũy cũng xuất hiện. Cái gì đây? Đây là kết cấu A, đáng đợi u hồn học phái có thể làm lớn làm mạnh. Cho nên, sau khi biết được những điều này, mỗi ngày vệ ân đều tính toán kho bạc nhỏ trên người. Một bản 19 xi liên 6 xu. Chỉ cần tiền hôm nay được chuyển vào sổ sách, hắn có thể đem phương pháp minh tưởng đổi ra hy vọng dùng cái này mở ra u hồn vu sư đại môn bước vào siêu phàm hàng ngũ thậm chí ông ta cũng đã đặt ra mục tiêu tấn con chó giữ xuống đất và chà xác nó ông ông vệ ân từ trong mơ màng phục hồi tinh thần liền thấy điện thoại bên cạnh máy đánh chữ đang điên cuồng chấn động chết tiệt gọi à cũng giống như máy đánh chữ chiếc máy điện thoại này cũng quỷ dị như vậy ngoại hình giống như chiếc cúp dưới hẹp trên rộng, màu vàng thuần, trên người chiếc cốc là một bức tranh lửa màu lam. Khởi động, vệ ân đưa tay chạm vào nút đá quý của điện thoại. U lam sắc hỏa diễm từ phía trên phun ra, một cổ băng hàng âm lãnh khí tức khuếch tán ra, để cho hắn nhịn không được đánh cái chiến tranh lạnh. Ngay sau đó, liền thấy một đạo thân ảnh hơi có vẻ mảnh khảnh xuất hiện ở trong hỏa diễm, cũng theo hỏa diễm thiêu đốt mà hư ảo vặn vẹo. Thân ảnh kia toàn thân bọc trong trường bào mũ trùng màu đen, chỉ lộ ra cái cầm có đường nét nhu hòa ưu mỹ, cùng với Tấm lòng trắng nõn rộng lớn Vệ ân, lấp Thanh âm thanh thúy lãnh liệt vang lên Phụ nữ Nhân viên liên lạc tình báo là phụ nữ Vệ ân trong lòng hiện lên một tia cổ quái, thân thể lại hành lễ theo bản năng, khẽ không người, tôn kính nói Vâng, liên lạc quan đại nhân Tiền thân trong trí nhớ Ngược lại là có quan hệ thượng cấp liên lạc quan nội dung, bất quá chỉ là công tác điều lệ bên trong một điều. Không nên có bất luận cái gì mạo phạm hành động. Mấy chữ ngắn gọn, không có nguyên nhân, không có kết cục vi phạm. Tuy nhiên, hiện tại cảnh tượng quỷ dị, Vệ Ân đã không muốn tìm tội nghiên cứu tính chân thực của những lời này. Tại dài đến nửa phút trầm mặc về sau, thanh âm lần nữa vang lên. Chính là ngươi liên tục mấy ngày đem những thứ kia rác rưởi tình báo truyền tới thông tin rác rưởi đây là chuyện số lượng từ trong tin tình báo của tôi bị phát hiện vệ ân dương mắt liếc thân ảnh trong ngọn lửa một đôi mắt hẹp dài thâm thúy xuyên qua mũ trùng tức giận nhìn chăm chú hắn trong lòng hắn dâng lên dự cảm không tốt ngay sau đó hắn liền nghe giọng điệu của thân ảnh kia chuyển thành phẫn nộ u hồn học phái ở trên nếu như ta rời bỏ giáo hội xin hãy để cho bọn tạp chủng của giáo hội bình minh đến trừng phạt ta mà không phải để cho ta đảm nhiệm chức quan liên lạc của bộ tình báo vương quốc chắc trên chết tiệt này. Nếu như ta không tới nơi này, tìm thư uyển www sinh com sẽ không gặp ngươi. Vệ ân, lô vét. Đồ ăn cắp tiền lương vô liêm sỉ, con đi chết tiệt, con sâu mọc bẩn thiểu. Suốt sáu ngày, các thông tin mà các người đưa ra chỉ đáng giá một xu. Một xu A, à, mua một bao bánh mì đen cũng không đủ tiền. Mà ngươi, vậy mà còn đáng xấu hổ lấy được ba shi linh da mặt của anh làm từ da nhím sao hả sau một trận mưa rền gió dữ trong đầu vệ ân chỉ có một ý nghĩ tệ thật xem ra vị quan liên lạc này cực kỳ không tán thành giá trị tình báo của hắn nếu không làm chút gì sợ là hắn lập tức nất cục vệ ân tâm niệm chuyển nhanh thừa dịp đối phương tạm dừng cẩn thận tổ chức ngôn ngữ quan liên lạc đại nhân tôn kính trong chuyện này có hiểu lầm hay không? À, quan liên lạc chăm chọc nói. Bao gồm khu dân nghèo bên trong vệ sinh phân ngựa. Còn có sự kiện trọng đại. Ví dụ như, người rung chung ở nhà thời chính tòa Krem là một kẻ xấu xí. Trầm mặt một lát, vệ ân cười mỉa nói. Đại nhân, ngài nói có một khả năng, chính là thành bang cu sơ gần đây không có chuyện gì xảy ra. Căm miệng. Viên sĩ quan liên lạc hiếp sâu một hơi, đè nén lửa giận, cố gắng tìm lại sự tao nhã mà một vị nữ sĩ nên có. Năm ngày trước, bí điều ti một vị đội trưởng bị người ám sát, ba ngày trước khu dân nghèo thần bí mất tích vượt qua 300 người, hai ngày trước hoành hành cóc đô hải vực hát trân châu hào cướp sạch các so thành ban cảng hàng thuyền. Chết tiệt! Ngươi còn muốn ta nói tiếp không? Ưu nhã là không thể nào ưu nhã. Quả nhiên, vẫn là đem hắn làm thịt đi. Chương 2 hối đoái minh tưởng phát bạn đang nghe tại truyện chấm audio quá nhiều chuyện đã xảy ra ở các city trong những ngày hắn không ra khỏi nhà đây không phải là bẫy hắn sao bất quá nhân viên liên lạc đối diện làm sao biết được chẳng lẽ ở các còn có sĩ quan tình báo khác vệ ân trong lòng suy đoán như thế trên mặt cũng là giả ra chua xót hối hận biểu tình tôn kính quan liên lạc đại nhân xin tha thứ ta vô năng cũng khẩn cầu ngài lại cho ta một lần cơ hội. Trên thực tế ta cũng phát hiện nguồn tin tình báo căng cỗi, cho nên hôm nay ta đã thành công thông qua phỏng vấn, gia nhập một tòa soạn báo, hy vọng phục vụ u hồn học phái tốt hơn. Đạo thân ảnh kia sửng sốt một chút, ngươi gia nhập tòa soạn báo. Gia nhập tòa soạn báo gì? Là một tòa soạn báo nhỏ. Tên. Nào có ai tìm gốc rễ như vậy? Vệ ân nói dối các so công hội báo là một nhà chuyên môn phục vụ công hội tổ chức tòa soạn báo két quan liên lạc thiếu chút nữa đem hàm răng cắn nát công hội báo mệt ngươi nghĩ ra như vậy rác rưởi tòa soạn báo có thể có cái gì hữu dụng tình báo ít nhất cũng phải là thành ban nghị viện thông cáo giáo hội tuần báo mới hữu dụng cái này bọn họ xét duyệt quá mức nghiêm ngặt vệ ân nhỏ giọng nói một câu chỉ thấy cái kia u lâm ngọn lửa mãnh liệt bạo phát, thấu xương hàn ý khuếch tán ra, thật treo không có đem hắn đông chết. Đủ rồi. Vệ Ân vội vàng cúi đầu, mồ hôi trên người đã đóng băng thành băng, khiến trán hắn xuất hiện một tầng băng sương màu trắng. Bây giờ thì sao? Vị quan liên lạc này giống như muốn làm thịt hắn. Và những gì anh ta không biết là? Câu hỏi tương tự cũng xuất hiện trong tâm trí của sĩ quan liên lạc vào thời điểm này cảm xúc đã đến đây rồi không làm gì cả hình như không thể nào nói nổi qua thật lâu nàng mới hạ quyết tâm khụ xét thấy ngươi gần đây không xong biểu hiện ta quyết định xử phạt ngươi hình phạt hoàn hảo hoàn hảo xử phạt dù sao cũng tốt hơn là mất mạng nhỏ ngươi bây giờ còn không có trở thành học đồ trong học phái đi vệ ân đang chờ nghe kết quả xử phạt không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi như vậy cẩn thận đáp đại nhân tôi đang chuẩn bị đổi phương pháp minh tưởng cơ bản nếu như ngài không trừ tiền lương của tôi trừ lương Quang liên lạc sửng sốt một chút tiếp theo kịp phản ứng trừng mắt nhìn hắn nói ngươi cho rằng ta sẽ khấu trừ ngươi sáu xu đương nhiên không phải ta tin tưởng cơ trí như ngài nhất định sẽ cho ta một bài học sâu sắc mà không phải khấu trừ chính là sáu xu quan liên lạc hít sâu một hơi nói tiếp nàng sợ mình sẽ nhìn không được sử dụng pháp thuật vì để cho ngươi nhớ kỹ lần này giáo huấn ta quyết định đặc biệt vì ngươi bố trí một hạng nhiệm vụ nhiệm vụ vệ ân khó khăn ngẩng đầu nhìn thân ảnh trong ngọn lửa nói xin ngài nói vô luận là nhiệm vụ gì tôi đều vui vẻ tiếp nhận cũng toàn lực hoàn thành nó ta cần ngươi điều tra ba ngày trước khu dân nghèo mất tích án thời gian ân liền cho ngươi hai ngày thời gian điều tra khu ổ chuột vệ ân nghĩ đến chuyện hai ngày trước gặp phải ở khu dân nghèo cùng với nhắc nhở của hệ thống phía sau không khỏi rùng mình một cái trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi đại đại nhân có thể đổi nhiệm vụ khác không ngươi không muốn nhận nhiệm vụ này không không liên lạc viên không kiên nhẫn nói mặc kệ ngươi có muốn hay không đây chính là trừng phạt đối với ngươi hoặc là tiếp nhận nhiệm vụ hoặc là hiện tại ta liền cho ngươi cùng những người kia giống nhau, biến thành mất tích nhân sĩ. Không được, tôi chấp nhận sự trừng phạt của ngài. Vệ ân bất đắc dĩ nói. Hay là lừa dối qua cửa trước rồi nói sau. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian hai ngày. Nói xong, đạo thân ảnh kia trong nháy mắt tiêu tán, ngọn lửa màu lam cũng theo đó dập tắt. Cái điện thoại kia cũng khôi phục trạng thái chờ, ngọn lửa màu xanh trên thân cốc lóe lên theo quy luật, một quần sáng mạch lạc mắt thường có thể thấy được tuôn về phía công tắc bảo thạch ở eo, giống như đang tích tụ năng lượng. Đang lan, âm thanh của vài đồng xu rơi xuống vang lên. Vệ ân phục hồi tinh thần, chậm rãi thẳng lưng, hoạt động thân thể thiếu chút nữa đông cứng. Sau đó hắn cau mày đi lên phía trước, mở ra một cái rương màu xanh trắng giao nhau bên cạnh điện thoại di động, lấy ra sáu xu trong đó. Một tin tốt, một tin xấu tin tốt là tiền tiết kiệm đủ rồi hắn có thể đổi lấy phương pháp thiền định cơ bản tin xấu là chuyện chèo thuyền bắt cá bị lãnh đạo phát hiện hắn không thể không bước ra khỏi cửa phòng chủ động đi thăm dò thu hoạch tình báo nghĩ đến phải ra ngoài vệ ân liền vẽ mặt phiền muộn trên thực tế tại hắn hấp thu xong tiền thân trí nhớ về sau hắn liền đi ra cửa mới đầu mấy ngày đều rất bình thường nhưng từ khi hắn có cái kia thuộc tính mặt bản về sau hết thảy liền trở nên quỷ dị. Đó là hai ngày trước, cũng chính là ngày thứ hai sau khi nhìn trộm con chó giữ thâm thúy, hắn đi đến khu dân nghèo cách đó hai dãy nhà. Khu phố raus có một xưởng làm bánh ở đó, nơi ông đã mua một bao bánh mì đen với giá ba xu. Tiện đường còn đến một đoàn xiếc ngoài trời ở giữa khu phố xem biểu diễn một lát. Mọi thứ trông vẫn như trước. Nhưng ngay sau khi hắn trở về nơi ở, hắn liền nhận được vài gợi ý như vậy. Ngươi bị yểm cảnh lực lượng ăn mòn, tinh thần đẳng cấp vĩnh viễn giảm một cấp. Đánh giá. Lần sau sẽ không may mắn như vậy. Phần thưởng đặc thù. Tính dẻo dai đẳng cấp để một ngươi đạt được thâm nguyên sinh vật. Thực cốt mẫu trùng tình yêu, nó thập phần khát vọng ở trên người ngươi sinh sôi đời sau. Đánh giá. Nó không ngại cùng ngươi tiến hành một hồi vượt qua chủng tộc yêu say đắm. Phần thưởng sinh tồn điểm thứ hai bởi vì độ dẻo dai của ngươi lớn hơn cấp 8, thực cốt trùng xâm nhập thất bại. Phần thưởng đặc thù Độ dẻo dai 1 Ngươi bị Mr. Sorenson sát ý khóa chặt. Đánh giá Một tên bị thực cốt trùng ký sinh chủng, hắn khát vọng bắt lấy ngươi tiến hiến cho thực cốt mẫu trùng. Phần thưởng Sinh tồn điểm 1 Ngươi bị Yamitapa Tapa sát ý khóa chặt. Đánh giá một tên thâm uyên giáo đoàn cùng tín đồ hắn chỉ muốn hiến tế thân thể cùng linh hồn của ngươi phần thưởng điểm sinh tồn một ebonemto chủng tộc được yêu mến nhất của Abyss World, nó có thể giải phóng hạt giống tình yêu trên bất kỳ sinh vật nào ebonem sinh vật bị ebonemto tấn công thành công sẽ mất xương trong thời gian ngắn eteroi thích bảo quản túi da của mục tiêu đúng cách như bộ sưu tập vĩnh viễn của nó ngay lúc đó vệ ân trận mắt há hốc mồm nhìn chuỗi gợi ý dài kia, nhất là nội dung liên quan đến thực cốt mẫu trùng. Đây là xương cốt đẹp mắt nhìn bài một điệu, túi da thú vị ngàn dặm chọn một. Biết chó rồi. Ai mẹ nó muốn cùng nó tiến hành yêu say đắm vượt chủng tộc. Còn có cái gì ký sinh chủng, thâm uyên giáo đoàn cùng tín đồ. Hắn thật không nghĩ tới trong khu dân nghèo nho nhỏ, lại cất giấu nhiều người có chí như vậy. Vẹn vẹn không đến 2 giờ, hắn liền vui mừng nhắc nhở sáu đạo nếu là lại đi ra ngoài dạo một vòng ai biết còn có thể gặp phải bao nhiêu biến thái nếu không là hắn bị yểm cảnh lực lượng ăn mòn tăng lên một cấp tính dẻo dai đẳng cấp chỉ sợ hai ngày trước hắn liền lành lạnh vì vậy trước khi không có năng lực tự vệ vệ ân thật sự không muốn rời khỏi tòa nhà an toàn này mà tình báo hắn đệ trình mấy ngày nay đều là trích sau từ trên báo chí chính là từ tờ báo các mà hắn vừa nói tới về phần cái gì nhậm chức tòa soạn báo các loại, chỉ là hắn vì tự bảo vệ mình, bệnh thiện ý nói dối. Trên thực tế, anh ta có một nơi an toàn hơn để đi. Nhưng hiện tại, kế hoạch tự hồ xuất hiện một chút sai lệch. Vệ ân hít sâu một hơi, su tan những hồi ức tồi tệ kia, vì kế hoạch hôm nay vẫn là cố gắng tăng lên thực lực bảo trụ mạng nhỏ đi. Nghĩ như vậy, hắn đem ví tiền mở ra, đổ ra tất cả tiền chất đóng ở trên bàn, lần nữa đến một lần. Một tờ tiền mệnh giá một bản Anh, 15 đồng một shilling và 60 đồng một penny, tổng cộng là hai bản Anh. Tiếp theo, hắn từ trong rương hoa văn xanh trắng rút ra một tờ đơn xin phép trống, dựa theo hướng dẫn sử dụng máy đổi tiền tự động, viết lên khế ước giao dịch. Tuy rằng rất khó lý giải nguyên lý tác dụng của máy đánh chữ, máy điện thoại và máy đổi tiền tự động, nhưng kiến thức phong phú kiếp trước khiến hắn rất dễ dàng tiếp nhận những vật phẩm thần kỳ này. Giống như cái hộp mà anh ta gọi là máy đổi tiền tự phục vụ, nó là một cỗ máy có chức năng dịch chuyển vật phẩm từ xa. Sau mỗi lần anh ta gửi thông tin tình báo, tiền lương sẽ xuất hiện trong hộp. Mặt khác, muốn hướng U hồn học phái đổi lấy vật phẩm, đồng dạng cần sử dụng cái rương này hoàn thành. Chính như lúc này. Gửi đến quý ngài Kedilan Harrison, phòng quản lý vật phẩm của trường phái U hồn đáng kính, sĩ quan tình báo thành phố Castor Hèn Mọn, Winlock yêu cầu đổi phương pháp thiền định cơ bản mẹ nó hình thức hợp đồng giao dịch này yêu cầu rất nghiêm ngặt ngoại trừ tên và vật phẩm cần đổi ra những nội dung khác đều được in trên đơn xin muốn sửa cũng không sửa được khiêm tốn hèn mọn đại gia ngươi tuy nhiên vệ ân cũng chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng chăm chọc tìm thư uyển www đúp giao su sinh com thật muốn hắn giáp mặt nghi ngờ sợ là không có mấy cái mạng có thể sống căn cứ tiền thân trí nhớ hắn biết vật phẩm quản lý chỗ trưởng phòng đã là chính thức vu sư giống vừa rồi tên kia liên lạc quan hẳn là chỉ là học đồ cấp bậc tuy nhiên giữa học trò và học trò cũng khác nhau thông thường chỉ cần người học được phương pháp thiền định là có thể được gọi là học trò cũng gọi là học trò sơ cấp mà tên kia liên lạc quan vệ ân phỏng đoán nàng ít nhất là cao cấp học đồ thậm chí rất có thể sắp thăng cấp chính thức vu sư hắn cũng không rõ ràng lắm chênh lệch cụ thể nhưng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng ai tiền a à, tiền nếu như hắn có tiền đổi đồ vật trên danh sách hắn có thể một lần toàn bộ đổi ra Ngoài trừ phương pháp minh tưởng cơ bản còn có ma pháp sơ giải phụ văn học nhập môn luyện kim học nhập môn ma dược học nhập môn các loại tri thức có thể đổi không nghĩ tới đều xuyên qua hắn còn muốn vì tiền khổ não vệ ân đem đơn xin viết xong lại cẩn thận kiểm tra một lần mới cẩn thận đem bỏ vào trong rương cùng nhau bỏ vào còn có toàn bộ gia sản của hắn hai bản vàng sau khi làm xong những thứ này hắn liền đem cái rương đóng lại tiếp theo ấn xuống công tắc khởi động trên đỉnh cái rương ông sau tiếng chấn động rất nhỏ ánh sáng hoa văn màu trắng trên rương chợt lóe lên vệ ân khẩn trương nhìn chăm chú vào cái rương ánh mắt không chớp ngang vạn lần không nên xảy ra vấn đề a à? số tiền kia đến không dễ a à. tiền thân tồn hơn trăm ngày mới đủ nếu thật sự xảy ra vấn đề hắn đi đâu kiếm nhiều tiền như vậy cũng may vài phút sau hoa văn màu lam đại biểu cho vật phẩm chưa lấy ra trên rương sáng lên điều này làm cho trái tim treo lơ lửng của vệ ân rơi xuống hắn vội vàng mở rương ra đem vật phẩm trong đó lấy ra một phong thư cùng với ba quyển giấy da dê chương 3 một khỏa đầu hai khỏa đầu bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vệ ân nhìn mấy thứ trong tay. Thư là thư hồi âm của phòng quản lý, mặt trước phong thư viết, vệ ân, lô vết thân khải, mặt sau phong kín, đóng dấu thư của u hồn học phái đâm. Trong ngọn lửa màu đen một đôi mắt đỏ tươi. Ba phần giấy da dê quyển trục khác có vẻ cổ xưa, phân biệt bị một sợi dây thừng buộc lại, nghĩ đến phương diện này còn có phương pháp minh tưởng tâm tâm niệm niệm của hắn. Vệ ân đặt tờ giấy da dê sang một bên, mở phong thư ra đọc trước. Gửi tới cu sơ thành ban tình báo sĩ quan vệ ân, lấp các hạ, chỗ của ta đã nhận được thỉnh cầu của ngươi, cũng xét duyệt thông qua ban phát, cơ bản thiền định phát. Đồng thời, căn cứ u hồn đối với học đồ quản lý điều lệ quy định, đồng bộ phát ra, vu sư thông thức, gôn gian ngữ, nhập môn. Vui lòng ghi lại nội dung trên giấy da trong vòng hai ngày và gửi lại, tránh gây phiền phức không cần thiết cho việc mất cuộn giấy truy tìm tri thức trên đường tử vong không phải điểm cuối u hồn học phái vật phẩm quản lý chỗ nội dung trong thư rất ngắn gọn nhưng vệ ân đã vô cùng vui vẻ ngoại trừ phương pháp minh tưởng ra trắng đến hai quyển giấy da dê có thể làm cho hắn đối với thế giới này nhiều hơn vài phần hiểu biết sau khi cất kỹ lá thư ông mở ba cuộn giấy da dê ra từ bên ngoài nhìn không ra khác biệt hắn tùy ý mở ra một cái gôn gian Gôn gian. Chỉ thấy sau khi tờ giấy da dê này mở ra, tờ giấy bằng phẳng nhăn ra một khuôn mặt dị dạng, phía trên dày đặt văn tự cổ quái tụ thành ngũ quan, trầm thấp gào thét. Chết tiệt. Vệ ân lúng cuốn tay chân dùng dây thường trói chặt. Thanh âm lập tức dừng lại, giấy da dê cũng không cam lòng khôi phục bằng phẳng. Thật là dọa người. Bức tường dựng đứng này là quyển tiếng gôn gian. Trước đó hắn liền từ tiền thân trong trí nhớ hiểu được những kia ghi chép siêu phàm văn tự thư tịch rất quỷ dị không nghĩ tới là như vậy cái quỷ dị pháp vậy câu hỏi đặt ra là quyển trục này phải học như thế nào cũng không thể là đem nó đánh một trận đi vệ ân tỏ vẻ hoài nghi tiếp theo hắn cẩn thận mở ra quyển thứ hai da dê giấy hoàn hảo hoàn hảo là văn tự quen thuộc trách không được quyển trục này mới như vậy tờ giấy da thứ hai là bản ghi chép sử dụng ngôn ngữ chung của lục địa ngôn ngữ ander trên đó viết chữ trí tuệ phù thủy nội dung ghi chép càng làm cho hắn vui sướng đây là một quyển giới thiệu thế giới phù thủy thường thức sách rất nhiều đều là hắn muốn bức thiết hiểu rõ nội dung căn cứ vào ghi chép bên trên phù thủy là truyền thừa hoàn chỉnh nhất siêu phàm chức nghiệp cùng giáo hội người thánh chức quý tộc trong siêu phàm huyết mạch cùng với siêu phàm chủng tộc người thừa kế bất đồng càng thêm chú trọng sáng tạo mà trải qua lễ rửa tội của thời gian hiện tại có tổng cộng 5 trường phái phù thủy hoạt động. Ngoài trừ hán chỗ ở U Hồn học phái bên ngoài, còn có tinh thông nguyên tố cùng bói toán tiên đoán linh bí học phái, khai thác thân thể tiềm lực dung hợp siêu phạm huyết nhục học phái huyết linh, trầm mê khôi lỗi học cùng máy móc cải tạo cơ giới học phái, cùng với nhiệt tình với cổ sư bí thuật bóng tối học phái. Còn trường phái U Hồn thì tập trung vào khám phá bí ẩn của sự sống và cái chết, giống như câu châm ngôn được ghi lại trong thư. Trên con đường tìm kiếm tri thức, cái chết không phải là kết thúc. Không chỉ vậy, các cuộn giấy còn ghi lại một số điều mà các Pháp sư cần lưu ý. Nhưng hãy nhớ rằng, khi bạn theo đuổi kiến thức, kiến thức cũng đang theo đuổi bạn. Kỷ thứ ba, năm 138, người sáng lập trường ma quỷ Lix Uy Giác ở lại. Cấm giải phẫu triệu hoán sinh vật, đặc biệt là a à biết sinh vật. Đệ tứ kỷ 363, cấm kỵ phù thủy Green Stanford ở lại tất cả những hành vi yêu đương hay sinh sản với dị chủng đều bị cấm. Năm 568, Pháp Sư Dị Chủng Trây Lai Đoi Trường huyết linh học thu hồi hài cốt của các linh mục của giáo hội đo, có hiệu lực lâu dài. Năm 2434, Pháp Sư Huyền Thoại của trường huyết linh, Gammon Callister. Đừng theo đuổi tất cả kiến thức trước đệ tứ, hãy ghi nhớ điều đó. Cô con Gianni Yerli, Đại Pháp Sư của trường linh bí, Năm 238 theo lịch cũ Đừng phụ thuộc quá nhiều vào các vật phẩm cấm kỵ, nó sẽ gây ra bất hạnh Năm 165 theo lịch mới, trường phái bóng tối Ansin Facili. Tổng cộng 99 điều cần chú ý Mỗi một cái đều là bất đồng vu sư lưu lại, thời gian càng là từ kỷ nguyên thứ ba kéo dài đến nay Vệ ân không phải chuyên tin lịch sử nghiên cứu sử học gia, hắn không rõ ràng lắm cụ thể có bao nhiêu năm nhưng đủ để chứng minh vu sư chức nghiệp truyền thừa lịch sử lâu đời. Hơn nữa từ nội dung mà xem, các phù thủy các học phái trao đổi thường xuyên, cùng với. Đều rất có thể tìm đường chết. Giải phẫu triệu hoán sinh vật, cùng dị biến chủng sinh sản coi như xong. Cái thi hài thu hồi kia trường kỳ hữu hiệu mới là kỳ quái, quảng cáo đúng không? Bất quá đồng thời, hắn cũng có không ít nghi hoặc. Ví dụ như vì sao không thể truy đuổi tri thức trước kỷ thứ tư, cái gì là vật phẩm cấm kỵ vân vân. Những vấn đề này đều để lại sau này. Bị vứt ra sau đầu. Hắn mới sẽ không vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ, đi chủ động tiếp xúc thần bí cùng quỷ dị thế giới, sống không tốt sao. Nghĩ như vậy, vệ ân nhìn về phía cuộn giấy da dê cuối cùng. Do dự một lát sau, hắn nhẹ nhàng cầm lấy lại nắm chặt, gôn giang ngữ quyển trục đều quỷ dị như vậy, tấm này nhìn qua càng thêm cổ sư minh tưởng pháp quyển trục chỉ sợ. C. Tiếng dây thường ma sát qua đi, quyển trục được mở ra. Cảnh tượng quỷ dị trong ảo tưởng vẫn chưa xuất hiện, vệ Ân thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía nội dung trên quyển trục này. Cả tờ giấy da dê một thước vuông, góc cạnh cũng không ngay ngắn. Cẩn thận quan sát phía trên còn có một tầng tương bóng loáng, tìm thư quyển phân bố ở các góc như là dầu mỡ. Ghi chép văn tự. Không nhận ra có chút tương tự như vừa mới nhìn thấy gôn gian ngữ quyển trên những kia hắn còn cần xác nhận nội dung khác đây là tranh chỉ thấy bức tranh chiếm cứ tám phần vị trí của giấy da dê vẽ không không vẽ chuẩn xác mà nói là từ xương phiến không biết tên khắc ở trên giấy da dê bày thành một bức quỷ dị lục mang tinh trận đồ mà ở dưới lục mang tinh cấu tạo kỳ lạ này mơ hồ có một bức tranh quái dị có thể xác nhận nội dung bức tranh là sinh vật hình người nhưng tứ chi đầu lâu còn có mấy cái đuôi đều bị đặt ở dưới xương cốt lục mang tinh nhìn không rõ ràng chỉ có bộ phận thân thể rất rõ ràng đường nét hoa văn kia đi về phía trước miêu tả ra một khuôn mặt người tóc đen làn da đen sì khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lông mày đen nhánh đôi mắt đỏ sáng ngời vệ ân ghé sát lại cẩn thận quan sát hắn luôn cảm thấy khuôn mặt này đã từng nhìn thấy ở đâu nó ở đâu đúng rồi đây là bộ dáng hiện tại của hắn không đợi hắn kịp phản ứng chỉ thấy khuôn mặt dài trên thân thể tướng mạo giống hắn nở nụ cười tà mị phun ra vài âm điệu quái dị a phổ luno sơ. nếu quen biết tiếng gôn gian anh sẽ hiểu ý nghĩa của những âm điệu này hỗn loạn tuyệt vọng chết chóc theo thanh âm vang lên hắn chỉ cảm thấy tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ bốn phía hết thảy tự như đều đang rời xa, một cổ cảm giác hư vô cực không chân thật truyền đến. Phu phu. Vệ ân nằm ngửa trên mặt đất, hai mắt vô thần trừng mắt, miệng vô thức khép lại. Một cái đầu, hai cái đầu, ba cái đầu. Tiếng thì thầm lan tràn khắp căn phòng. Chương 4 Với cái thế giới này trình độ quỷ dị hiểu rõ hơn một. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cảm giác đói khát mãnh liệt, làm vệ ân tỉnh lại hắn mờ mịt đứng lên nhìn bốn phía giường bàn ghế giá sách tủ quần áo quần áo lộn xộn sách in được sắp xếp chỉnh tề còn có một chiếc cúp hộp sọc xanh trắng hộp đế bằng gỗ sồi cho đến khi hắn nhìn thấy giấy da dê cầm trên tay mới nhớ lại đúng rồi hắn đã đổi phương pháp minh tưởng cơ bản trong đầu không tự giác hồi tưởng lại khuôn mặt đẹp trai của hắn trên giấy da dê đây rốt cuộc là cái quái gì vậy là hắn xuất hiện ảo giác, hay là... Không, đó nhất định là ảo giác. Mặt của hắn, làm sao có thể sẽ xuất hiện ở ghi chép minh tưởng pháp trên giấy da dê? Vệ ân vội vàng cùng lại tờ giấy da trên tay, ném lên bàn. Những này có chứa siêu phàm năng lực vật phẩm quả nhiên không thể dễ dàng đụng vào, quá nguy hiểm. U hồn học phái không phải là đang hãm hại hắn chứ. Tốn toàn bộ tài sản của hắn, cuối cùng chỉ có được thứ đồ chơi như vậy qua thật lâu vệ ân mới thở dài quay đầu nhìn ngoài cửa sổ lúc này trời còn chưa sáng xem ra vừa rồi hắn hôn mê thời gian cũng không dài nhưng mà đói quá sao có thể đói như vậy không được chống đỡ không nổi phải lấp đầy bụng trước đã vệ ân chịu đựng cảm giác đói khác đi tới bên giường tìm một miếng bánh mì đen nuốt từng ngụm lớn từ sau khi hắn hiểu rõ cuộc sống hàng ngày của tiền thân lại càng cảm thấy cuộc sống kiếp trước là thật hạnh phúc vì tiết kiệm tiền đổi phương pháp minh tưởng tiền thân dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đói thì ăn bánh mì đen rẻ nhất khác thì uống nước máy ăn chút thịt mặn không có cửa đâu ngay cả mùa đông thời tiết cực kỳ rét lạnh hắn cũng không có đốt qua lò sưởi cứng rắn chịu đựng thời gian ba tháng thật không may chịu khổ như vậy cũng tạo thành cái chết đột ngột của hắn nếu không phải như vậy, vệ ân đã không đến cái thế giới chết tiệt này. Hô! Vệ ân ăn sạch vụn bánh mì trong tay, mới cảm thấy bụng thoải mái hơn một chút. Cũng không biết phương pháp minh tưởng quỷ gì kia đối với hắn làm cái gì, như thế nào giống như là đem thân thể của hắn vét sạch dường như. Hắn mở bản điều khiển muốn xem có gợi ý hay không. Tên thật. Quen lóp dòng máu. Dân tộc xa rút nghề nghiệp. Phù thủy học trò, sơ cấp, mức độ dẻo dai. 13. 13. Đại diện cho sức mạnh thể chất, bao gồm sức mạnh, tốc độ, vóc dáng, vơ vơ. Cấp độ tinh thần. 20. 20. Đại diện cho sức mạnh tinh thần, bao gồm nhận thức, ý chí và linh hồn, vơ vơ. B5. 05. Giá trị thông số cơ giờ, cài 2, tài năng. Nôn kỹ năng. U hồn minh tưởng pháp cấp 1, 0, 10, điểm sinh tồn. 21. Ngươi lại một lần nữa bình an vượt qua một ngày. Đánh giá. Phần thưởng bảo đảm, ngươi thỏa mãn. Phần thưởng. Điểm sinh tồn 3. Ngươi khéo léo lệnh sắc, cho ngươi thành công tránh thoát cao cấp vu sư học độ Olivia Tapia lửa giận, nhưng lần sau sẽ không may mắn như vậy. Phần thưởng. Điểm sinh tồn 2. Ngươi học được u hồn minh tưởng pháp, bước đầu tiếp xúc siêu phàm, đối với thế giới nhận thức trình độ 1. Thật đáng mừng đánh giá. Tuy rằng còn là cái nhược gà, nhưng người đã đi ở trở nên mạnh mẽ trên đường. Chúc mừng ngươi, đạt được chức nghiệp. Vu sư. Đẳng cấp. Sơ cấp học đồ. Thưởng đặc thù. Tinh thần đẳng cấp 3, ngươi chịu không biết tồn tại bổn nguyên ăn mòn, ngươi thành công chống lại bản nguyên ăn mòn, bản nguyên đặc tính của ngươi phát sinh dị biến. Chúc mừng ngươi, ngươi đã trở nên phi nhân. Đặc thù khen thưởng bản nguyên vi một tinh thần đẳng cấp 2, dẻo dai đẳng cấp 4. Toàn bộ bản điều khiển thay đổi lớn. Không chỉ có thêm chức nghiệp cùng bản nguyên đặc tính, hắn còn đạt được thiền định pháp kỹ năng. Vệ ân nhìn mấy cái gợi ý kia, nhất là cái cuối cùng, hắn nhìn một lần lại một lần. Bị tồn tại không biết bản nguyên ăn mòn. Bản nguyên đặc tính phát sinh dị biến. Phi nhân. Nói cách khác, nếu như hắn không có kháng cự được bản nguyên ăn mòn, Vậy hắn liền chết. Cái này cũng quá hố đi. Khó trách lúc Tiền thân tới các so, trong ánh mắt những người đó đều là đồng tình, thì ra còn có cái hố lớn như vậy. Vệ Ân mắng một câu, một quyền nện vào trên bàn. Bùm. Nơi hắn đập vào, đúng là trực tiếp vỡ nát. Đây là Hắn nhìn tay mình, lại nắm chặt, cảm thụ được sức mạnh bùng nổ trên người. Tiếp theo hắn nghĩ tới cái gì? lần nữa mở bản điều khiển ra nhìn thoáng qua. Độ dẻo dai cấp 13. Lúc trước lực chú ý của hắn đều đặt ở bản nguyên ăn mòn lên, mới phát hiện ngăn cản bản nguyên ăn mòn về sau, đạt được phong phú như vậy khen thưởng. Ngoại trừ tăng vọt lực lượng bên ngoài, hắn có thể cảm giác được thân thể càng thêm nhẹ nhàng, như là nhẹ nhàng nhảy đầu liền có thể xuyên thấu nóc nhà bình thường. Trách không được sau khi tỉnh lại, sẽ có cảm giác đói bụng mãnh liệt như vậy. Nguyên lai không phải hắn bị móc sạch, mà là thân thể của hắn trở nên mạnh mẽ về sau, tiêu hao lớn. Không chỉ như thế. Vệ ân cũng chú ý tới những biến hóa khác, mọi thứ xung quanh càng thêm rõ ràng, không đơn thuần là nhìn thấy cái loại rõ ràng này, mà là cảm giác. Từ thân thể ngũ giác truyền lại mà đến cảm giác, có thể nhìn càng thêm rõ ràng, nghe càng xa. Tự như lúc này ở trong phòng này, hắn biết mình không phải là sinh vật duy nhất. Còn bao gồm ba con dáng, hai con chuột ăn vụn dưới tủ, cùng với một con nhện nhỏ đang giăng lưới phía sau giá sách. Ngay cả con kiến ở góc tường kia cũng biết rất rõ. Thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng bước chân của người thắp đèn áo bào đen xa xa, tìm thư uyển sinh giaosushin com cùng với tiếng thì thầm của hắn. Ca ngợi chúa tể bình minh, bảo vệ an bình của thành bang cú sơ. Đây chính là hiệu quả sau khi đẳng cấp tinh thần đạt tới cấp 20. Đó là cảm giác của sức mạnh đây chính là thứ hắn khát vọng nhất sau khi biết được chân thật của thế giới này vệ ân hưng phấn vung nắm đấm lực lượng lực lượng lực lượng loại cảm giác này thật tuyệt vời vệ ân vẻ mặt tươi cười nhìn lỗ thủng trên bàn hoảng loạn sợ hãi trải qua gai trên lưng giấy da dê lúc trước quét sạch hắn không khỏi lạc quan thầm nghĩ có lẽ u hồn bên kia cũng không phải đang hố hắn những thứ này đều là khảo nghiệm đối với hắn chỉ có thông qua minh tưởng pháp bên trong quỷ dị tồn tại xâm lấn hắn mới có thể đạt được bản nguyên trở thành vu sư nếu quả thật là như vậy vậy hết thảy liền giải thích thông nếu không minh tưởng một chút thử xem vệ ân cũng không rõ ràng lắm minh tưởng như thế nào bất quá nếu mặt bản biểu hiện hắn có được minh tưởng pháp kỹ năng này nghĩ đến sẽ không quá khó khăn tiếp theo hắn liền đương nhiên ngồi ở trên ghế nhắm mắt lại tinh thần tập trung hả vệ ân chỉ cảm thấy trước mắt hắc ám thế giới đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng hắn mở to mắt nghi hoặc nhìn một chút nhắm mắt lại cũng có thể nhìn thấy đồ vật nơi này là chỗ nào chỉ thấy xuất hiện ở trước mắt hắn cũng không phải hắn quen thuộc gian phòng mà là một mảnh xa lạ thế giới đất đai màu đen bầu trời đen tối vô tận cùng với ánh sáng kia một cây một cây khổng lồ tản ra ánh sáng màu đỏ khoan đã vậy đó là cái gì vậy? Hóa ra sinh vật trên giấy da dê là có thật. Nguyên lai mặt của hắn, thật sự xuất hiện ở kia cổ quái vật bụng. Chương 5 Gọi ba ba Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chỉ thấy cây cối to lớn tản ra vần sáng màu đỏ, cành khô lá tàn, vặn vẹo sông thẳng phía chân trời. Mà ở dưới tàn cây là một con chờ người cao quái vật, bị sáu cây màu đen cột sắt cắm vào thân thể của hắn, đem nhìn chầm chầm ở trên thân cây. Đó là một quái vật tạm thời được xưng tụng là một sinh vật hình người. Có tay, có chân, có đầu, còn có ngũ quan. Chẳng qua tay nó là xúc tu giống như bạch tuộc, mặt trên là đôi mắt đỏ tươi dày đặc. Chân của nó ngược lại là bình thường. Nếu như bỏ qua bốn ngón chân tráng kiện kia. Đầu rất lớn, nhưng chỉ có một cái miệng to như chậu máu, mọc đầy răng nanh bén nhọn một cái lưỡi thon dài có gai nhọn vươn ra, thẳng đến vị trí ngực. Đúng vậy, ngay phía trên khuôn mặt rất giống hắn ở ngực. Khuôn mặt kia mở to mắt, sau khi nhìn thấy thân ảnh của hắn, lại nở nụ cười tà mị. Apu, Runo, Risa. Hỗn loạn, tuyệt vọng, chết chóc. Vệ ân ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Minh tưởng đơn giản mà thôi, không cần tràn diện lớn như vậy chứ. Ngươi rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? nụ cười trên khuôn mặt kia dừng lại hắn kinh ngạc nhìn vệ ân giống như đang nghi hoặc tại sao người này còn chưa hôn mê apu bruno Risa. hỗn loạn tuyệt vọng chết chóc có ý gì vệ ân nhìn thấy biểu tình của khuôn mặt kia lại kiên kỵ nhìn xúc tu quái dị hỏi Risa. chết rồi khuôn mặt kia không tin tạ lại nói một lần nhưng thấy vệ ân vẫn đứng thẳng tắp như cũ trên mặt không khỏi suy sụp À, không thể nói tiếng người sao? vệ ân lấy can đảm tiếng lên, vung tay quạt về phía khuôn mặt kia. hắn đã nhìn ra đồ chơi quỷ dị này cũng không thể thương tổn đến hắn. nếu thật sự gặp nguy hiểm, quái vật lớn như vậy, hắn muốn chạy cũng chạy không thoát. tự như câu cách ngôn lưu truyền rộng rãi nhất trên thế giới này, tiểu tai không cần tránh, đại tai tránh không khỏi. khuôn mặt kia ý thức được hành động của hắn hoảng sợ há to miệng ha a à, không nên a à. răng rắc một cái tác đi qua cũng không có chụp được huyết nhục chi thể cái loại cảm giác này mà là cùng loại thủy tinh vỡ nát lúc giòn vang vỡ rồi không phải quái vật vỡ nát mà là toàn bộ không gian xung quanh đều vỡ nát nước ra quái vật kia cùng với trên thân cây lớn phía sau hắn xuất hiện từng đạo vết nước màu đen phát ra âm thanh ken két tiếp theo toàn bộ không gian vỡ vụn, giống như là một tấm ghép hình hoàn chỉnh bị hắn đánh tan lốm đốm tiêu tán ở trong hư vô vệ ân chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên đợi đến khi thấy rõ đã trở lại căn phòng quen thuộc đây là minh tưởng làm sao có thể là thiền vi sơ lúc này một thanh âm vang lên bên tai vệ ân sợ tới mức nhảy ra ngoài xoay người nhìn lại ai ai đang nói chuyện không ai à hắn đi một vòng cẩn thận quan sát một tuần, cũng không có phát hiện gì. Lại xuất hiện ảo giác. A à, phổ. Không phải ảo giác. Hỗn đảng, ngươi ở đâu, đi ra. Viser. Lần nữa nghe được thanh âm kia, Vệ Ân đều cảm thấy sắp điên rồi, hắn rất xác định chính là quái vật mặt dài ở trên lưng kia. Nhưng vô luận hắn tìm thế nào cũng không có phát hiện gì, cho đến khi hắn ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Mẹ kiếp! vệ ân bị dọa nhảy dựng hắn trừng to mắt nhìn khuôn mặt giữa không trung không chính xác mà nói là một viên cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc đầu càng quỷ gì chính là hắn chỉ có một cái đầu tựa như quả bóng ngay cả cổ cũng không có ngươi rốt cuộc là cái quỷ gì âm hồn bất tán như vậy bruno lỗ đại gia ngươi lần này vệ ân không nhịn được nữa nhảy dựng lên tác một cái nhưng cái gì cũng không có đụng tới còn thiếu chút nữa đem chính mình né ngã ảo ảnh u linh hay là vệ ân từ trên mặt đất đứng lên sững sờ nhìn nó a phổ cái đầu kia liếc hắn một cái trong ánh mắt làm như khinh thường vệ ân giận không thể ngừng ta còn không trị được ngươi từ khi xem quyển phương pháp minh tưởng kia thứ quỷ quái này liền dựa vào hắn vứt cũng vứt không xong hơn nữa vẻ mặt hỗn đản này cũng quá tức giận. Đồ khốn kiếp. Hiu. Lúc này, hắn mới phát hiện cái đầu này. Như là đang ăn cái gì? Hắn buông cái ghế trong tay vừa cầm lên, quan sát một hồi xác định nó chính là đang ăn cái gì. Mỗi khi cái đầu kia nói mấy chữ về sau, miệng của hắn sẽ há to, giống như là cắn xuống một khối thịt dường như không ngừng nhai nuốt. Mà khi nhai nuốt dừng lại, hắn sẽ lại mở miệng nói chuyện lật qua lật lại chỉ có ba âm điệu. Riser, Apu, Runo. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Vệ ân lại quan sát một hồi, sau khi xác định cái đầu này sẽ không tạo thành nguy hiểm cho hắn. Hắn liền quan sát bản thuộc tính trong đầu, muốn nhìn xem có xuất hiện biến hóa hay không. Quả nhiên, thật đúng là có gợi ý. Minh tưởng một giờ, khen thưởng. Tinh thần đẳng cấp 001. Thiền định một giờ vệ ân ngẩng đầu nhìn về phía cái đầu kia cảm giác đầu óc cũng không đủ dùng đây thật sự là minh tưởng thiền nhà ai là như vậy đang lan lúc này trong thùng xanh trắng máy đổi tự động truyền đến thanh âm so với trước kia bất kỳ một lần nào tiếng vang đều lớn hơn hả bên trường có thư không vệ ân trừng mắt lần nữa mới xoay người mở rương lấy đồ bên trong ra một lá thư, một quả cầu pha lê. Hắn nghi hoặc mở thư ra xem. Tìm thư uyển www sinh com Chúc mừng ngươi trở thành u hồn học phái đệ 10038234 vị vu sư học đồ. Hy vọng ngươi sẽ không để ý trận này nhập học khảo thí. Hết thảy đều là vì u hồn học phái an bình. U hồn minh tưởng Pháp, nó còn có một cái tên khác là Phệ Linh Pháp, là bí mật lớn nhất của học phái chúng ta. Thật xin lỗi vì không báo trước. Để thể hiện phần thưởng vì đã giữ bí mật cho cậu, tất cả tri thức trao đổi trong trường phái tương lai sẽ được giảm giá 9 lần, kèm theo một quả cầu pha lê. Với cái đầu được dán vào đó, cậu có thể xem cấp độ tinh thần của mình. Lưu ý một, khi bạn thiền, bất kỳ sự bất thường nào cũng là điều bình thường và các trường phái tư tưởng khuyên bạn nên làm quen và chấp nhận sự hiện diện của nó, điều này sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bạn. Chuẩn xác mà nói ngoại trừ u hồn học phái vu sư bên ngoài, những người khác không có bất kỳ biện pháp nào phát hiện nó tồn tại. Lưu ý 2 Cố gắng không đánh nó, điều này sẽ làm gián đoạn thiền định của bạn. Tất nhiên, bạn có thể đánh nó bằng cách sử dụng sức mạnh tinh thần. Đây được coi là lời nhắc nhở tốt đẹp của tôi cho bạn, sau khi tất cả các học viên khác trong trường. Lưu ý 3 Nó có một số trí tuệ, nhưng không nhiều. Cuối cùng, để cho chúng ta khắc ghi câu kia cách ngôn. Truy tìm tri thức trên đường, tử vong không phải điểm cuối. U hồn học phái học đồ quản lý chỗ. Vệ ân sau khi xem xong, nhìn không được lại nhìn một lần, nhất là học đồ quản lý chỗ câu kia thiện ý nhắc nhở. Thì ra, là hắn lúc trước đánh phương thức không đúng A. À. Vệ ân cất kỹ thư đặt lên bàn, nhè răng cười nhìn về phía đầu giữa không trung, một tay nắm chặt, sức mạnh tinh thần ngưng tụ trên nắm đấm của hắn cái đầu kia phát hiện động tác của hắn, mờ mịt phun ra một âm điệu. Vi sơ. Vệ ân vung quyền đánh tới, Thụy, cậu giống như con trai, gọi ba đi. Chương 6 Ô hát phúc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vi sơ. Căm miệng. Cái đầu kia phản phất bị ủy khuất thật lớn, điên cuồng cắn một vòng không khí bốn phía, tức giận nhai nuốt. Như vậy mới đúng, sau này đi theo ta, bảo đảm ngươi ăn ngon uống cay. Vệ ân hiện tại đối với thái độ của hắn phi thường hài lòng. Không ủng phí hắn cố ý gián đoạn minh tưởng, lãng phí không chấm không một cấp tinh thần đẳng cấp. Đương, đương. Đúng lúc đó, chung nhà thờ ram vang lên. Chật, sáu giờ rồi. Đêm nay, thật sự là quá dài. Cũng may hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Không chỉ có học được minh tưởng, chính thức trở thành u hồn học phái vu sư học đồ, còn thu được một viên có thể tự động minh tưởng đâu một ngày đẹp trời bắt đầu từ Từng, đói bụng vệ ân vuốt bụng hắn mạnh lên cũng dễ dàng đói bụng hơn điểm chết người chính là hắn hiện tại thân không xu dính túi chỉ có thể nhìn xem hôm nay có thể thông qua phỏng vấn hay không hy vọng có thể ứng trước chút tiền lương nghĩ như vậy hắn từ trên cổ kéo ra một khối đồng hồ bỏ túi màu vàng đè lại nút phía trên đặt ở trên bàn bùng Một trận sương khói qua đi, chỉ thấy chiếc đồng hồ bỏ túi kia đã biến thành một cái rương lớn màu vàng. Sau đó, hắn liền đem đồ vật trên bàn, từng thứ từng thứ cất vào trong rương. Điện thoại di động hình chiếc cúp, máy đánh chữ trên nền gỗ sồi, máy đổi tiền tự động màu xanh và trắng, quả cầu pha lê. Và hai lá thư và ba cuộn giấy da, vơ vơ. Đáng nhắc tới chính là, viên thủy tinh cầu kia quả thật có tác dụng kiểm tra đẳng cấp tinh thần của hắn. Chỉ có điều, không toàn diện như hệ thống bản điều khiển. Chỉ có thể xem như mặt hàng đè đáy hầm ăn cho. Sau khi thu dọn đầy đủ, vệ ân lại biến nó trở về đồng hồ quả quyết, đeo lên cổ, mới cầm lấy chậu khăn mặt đi rửa mặt. Chiếc đồng hồ quả quyết này là hợp dụng cụ chế thức của quan tình báo u hồn học phái, là tiền thân sau khi thông qua phỏng vấn đạt được mà hắn hiện tại ở phòng ở đồng dạng thuộc về u hồn học phái, cùng khối kia đồng hồ quả quyết cùng một chỗ, đều xem như quan tình báo phúc lợi một trong. Chỉ bất quá, hắn ở chỗ này hết thảy chi tiêu đều phải tự cấp tự túc. Chính như tiền thân đến thành bang cu sơ trước khi tiếp nhận huấn luyện trước cương vị công tác, quan huấn luyện của bộ tình báo học phái đã nói. U hồn học phái nguyện ý cung cấp nền tảng, cung cấp cho các ngươi trưởng thành thành tài, mà làm đại giới, các ngươi phải trả giá đầy đủ cố gắng trông rất nhân đạo phải không nhưng trên thực tế vu sư học đồ tại u hồn nội bộ cũng không được coi trọng ngoại trừ rất ít thiên phú quái cái khác đại bộ phận học đồ cùng với số lượng đông đảo chuẩn bị học đồ đều chỉ tính u hồn ngoại vi học viên cốt lõi chân chính đều ở tổng bộ u hồn học phái bắc đại lục xa xôi trong một cánh đồng tuyết băng tên là khoa duy kỳ mà quan tình báo như vệ ân toàn bộ u hồn không có hai vạn cũng phải có một vạn đại mấy ngàn số lượng mỗi người đều phân tán ở các thành bang phụ trách truyền tin tình báo theo lời của sĩ quan huấn luyện nỗi sợ hãi của phù thủy đều đến từ những điều chưa biết chỉ cần chúng ta biết đủ nhiều tỷ lệ giải quyết tai họa sẽ cao hơn vài phần chính bởi vì chế độ giăng lưới rộng rãi như vậy mỗi sĩ quan tình báo không thể không trở thành một con sói đơn độc ở trong thành bang của mình nghĩ biện pháp sinh tồn rất hiển nhiên tiền thân liền thuộc về năng lực sinh tồn vô hạn tiếp cận không tồn tại đi tới thành bang cu sơ thời gian mấy tháng tiền thân đã đến nơi xa nhất chính là khu dân nghèo cách đó ba khu phố người quen thuộc nhất là hai cha con phòng khám sát vách mà hắn đệ trình tất cả tình báo đều là từ trong hồng nguyệt tử quán bên kia đường cái màu vàng nghe được hơn nữa cứ qua ba ngày anh mới đến một lần nguyên nhân mà chỉ là không nỡ tám xu một ly bia ai tiền thân cuộc sống túng quẫn làm hại vệ ân hiện tại cũng nghèo rất mồng tơi bất quá cũng may hết thảy vừa mới bắt đầu từ bây giờ xuất phát cũng chưa muộn vệ ân sau khi rửa mặt xong liền từ trong tủ quần áo lấy ra một cái hộp gỗ áo tím lấy ra quần áo tỉ mỉ che chở trong đó đây là một trong số ít di vật có giá trị tiền thân một bộ trang phục chính thức trị giá một bản vàng cũng thuộc về một trong những phúc lợi của sĩ quan tình báo công dụng chủ yếu thuận tiện chôn vào trong đất, có vẻ thể diện một chút. Dựa theo U hồn tình báo bộ thống kê, 50% quan tình báo đều chịu không qua năm thứ nhất, bộ quần áo này coi như trước tặng cho bồi thường. May mà ta không đơn thuần như tiền thân, quần áo đương nhiên là mặc lúc còn sống, chờ chết rồi mới mặc mới gọi là ngu xuẩn. Giống như bây giờ. Rất thích hợp vệ ân ăn mặc chống đỡ. Tối hôm qua vệ ân cùng quan liên lạc nói muốn gia nhập cu sơ công hội báo, cũng không hoàn toàn là nói dối. Trên thực tế, ngày thứ hai sau khi đến thế giới này, anh đã bắt đầu chú ý đến công việc. Dù sao lấy tình cảnh hiện tại, muốn từ u hồn học phái đổi lấy vu sư tri thức, hắn cần rất nhiều rất nhiều tiền. Chỉ dựa vào 6 xu mỗi ngày, sợ là thẳng đến khi chết già, hắn cũng rất khó tích góp đủ kim bản để thăng cấp phù thủy chính thức. Cho nên, vệ ân đã tìm được một công việc đủ thể diện, hơn nữa có thể giúp hắn giảm bớt áp lực kinh tế mà hôm nay chính là ngày hắn phỏng vấn sau khi ăn mặc chỉnh tề vệ ân nhìn vào gương sữa sang lại kiểu tóc cả người thoạt nhìn rực rỡ hẳn lên vẫn rất đẹp trai mà ở trên người hắn có đặc thù điển hình của tộc sa lỗ đặc tóc đen ngũ quan nhu hòa cộng thêm dáng người cân xứng khi mặc vào bộ trang phục thân sĩ phong cách tây đại lục này có một loại mị lực khác tìm thư uyển su chao chấm com cũng may làn da vệ ân đen thui đậm hơn màu đồng một chút khiến anh thoạt nhìn không đến mức dịu dàng ở cái đầu phía trên cậu nhìn thấy động tác này của vệ ân nhất là kiểu tóc sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái kia ánh mắt không khỏi toát ra vài phần hâm mộ đáng tiếc là hắn chỉ có đầu cũng không có hai tay đầu buồn rầu lắc lư một hồi lâu kiểu tóc như ổ gà vẫn như lúc ban đầu nhìn không được hung tợn trừng mắt nhìn Vệ Ân. Đều do quái hai chân này lúc đánh hắn làm rối loạn kiểu tóc của hắn. Đi. Đi. Hả? Vệ Ân ngẩng đầu nhìn lên, thấy đầu lắc lư, mắt còn thỉnh thoảng đảo lên, buồn bực hỏi. Cậu bị động kinh? Đi, đi. Đầu trừng hắn một cái, lại liếc mắt nhìn kính, cuối cùng mắt hướng lên trên. Tôi, gương mặt trên Vệ ân suy tư một lát, ý cậu là cậu có thể bám vào gương. Ô ô! Đầu kinh ngạc nhìn hắn một hồi lâu, mới uể oải nhắm mắt lại. Trêu chọc ngươi, ngươi xem ngươi như thế nào còn nóng nảy đây. Vệ ân hai tay ngưng tụ tinh thần lực lượng, sau khi chỉnh lại kiểu tóc, tản đi lực lượng hài lòng gật đầu. Là mặt của tôi, đẹp trai giống nhau. Đầu mở to mắt, lặng lẽ liếc mắt một cái, như là gặp chuyện vui vẻ, khóe miệng nhếch lên, A -si đi. sao anh còn chửi thề nữa vệ ân biết hắn không nói tiếng gậy chỉ là âm điệu này quả thực gợi lên một ít hồi ức mau đi làm việc đi ta cũng phải ra ngoài ừm hay là cứ gọi ngươi đi tiểu a -si. a tây đi ừ biết rồi biết rồi tiểu a -si. a di đi chương 7. càng an cùng thể lị bạn đang nghe tại truyện chấm audio Vệ ân mang theo tài liệu phỏng vấn cần chuẩn bị, liền khóa kỹ cửa sổ chuẩn bị ra ngoài. À, thiếu chút nữa quên mất. Vệ ân lại trở về gác xét, bật một ngọn đèn gas bên cạnh bạn làm việc lên, tiếp theo là gõ chung đồng bên cạnh đầu giường, sau đó lại chạy chậm xuống lầu, dẫm lên ghế kéo dây thường nối liền với trần nhà. Sau khi làm xong những thứ này, chỉ thấy trong phòng quan mang u lam chật lóe lên. Trước mắt hắn phản phất xuất hiện một tầng màn mỏng nhìn bất cứ thứ gì cũng có cảm giác mơ hồ. Thì ra sau khi phù văn ma pháp trận mở ra là như vậy. Mấy lần trước vệ ân ra ngoài, đều tiến hành quy trình như vậy, bất quá lúc đó hắn cũng không có cảm giác khác thường gì. Mà hiện tại hắn lại có thể rõ ràng nhận thấy được gì thường, hẳn là trở thành vu sư nguyên nhân. Hoặc là nói, là hắn tinh thần đẳng cấp tăng lên sau, cảm giác năng lực tăng cường, để cho hắn có thể nhìn thấy những biến hóa này mà tác dụng của pháp trận phù văn này là phòng hộ đề phòng khi quan tình báo ra ngoài trong nhà có tặc dựa theo điều lệ của quan tình báo tất cả nơi làm việc đều phải trải qua phòng hộ nghiêm mật thứ nhất là phòng ngừa tình báo nội bộ tiết lộ thứ hai cũng là lo lắng có quỷ dị xâm nhập một khi có cái khác như là thực cốt trùng ký sinh thể siêu phàm chức nghiệp tiến vào phòng sẽ tự động nhắc nhở đề phòng ra ngoài trở về quan tình báo bị người đánh lén về phần làm thế nào để thông báo cho vệ ân? Còi báo động chính là chiếc nhẫn trên tay hắn đeo. Bất quá, nó còn có một hiệu quả khác. Chính là khi sĩ quan tình báo chết hoặc bị bắt hơn một tuần, bộ tình báo sẽ nhận được tin tức. Như vậy, bọn họ sẽ sắp xếp một sĩ quan tình báo khác đến, nhân tiện sắp xếp phù thủy đầu đạn thu hồi đồng hồ bỏ túi hợp công cụ. Vệ ân Nghe thấy tiếng động, vệ ân vẫn không nhanh không chậm khóa kỹ cửa phòng, lúc này mới xoay người nói chị kali kali morris một trong những người hàng xóm quen thuộc trước đây một vị có tóc vàng làn da trắng nõn đôi mắt xanh ngọc đôi môi gợi cảm dáng người uyển chuyển nữ tu sĩ là tín đồ thành kính nhất của lê minh chi chủ học tại trường của nhà thờ đó học viện krems và nghe nói thành tích học tập ở trường rất xuất sắc đáng nhắc tới chính là vệ ân lần đầu gặp cô đã có ấn tượng sâu sắc đây là một vị phi thường thiện lương nữ hài tử giống như là tiếp nhận tốt đẹp giáo dục quý tộc lấy thiện lương làm nàng dựa vào sinh tồn lời răng ánh mắt của nàng sáng ngời trong suốt đều nói ánh mắt là cửa sổ tâm linh người trong lòng có quỷ cùng nàng đối diện sẽ theo bản năng tự ti mặc cảm vệ ân anh ăn mặc rất đẹp trai kali đánh giá anh trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc hình như còn có chút biến hóa khác vậy sao có thể là lúc trước quá mức chán chường hôm nay tu chỉnh một chút trở nên có tinh thần vệ ân cười ha hả thầm nghĩ đây chẳng lẽ là giác quan thứ sáu của phụ nữ rất có thể chú vưu an có ở đây không con đã chuẩn bị tất cả tài liệu theo yêu cầu của chú ấy vệ ân giơ tài liệu trên tay lên hỏi vưu an vừa mới đi khám là bà nội mã thụy hẳn là rất nhanh sẽ trở về vậy là tốt rồi Trước khi xuất phát, con còn có thể cảm ơn chú Vưu An. Vệ Ân, kỳ thật cậu không cần khách khí như vậy. Vưu An là một người nhiệt tình, chỉ cần cậu biểu hiện tốt một chút, cậu ấy sẽ vô cùng vui vẻ. Yên tâm đi, tôi sẽ làm việc thật tốt, nhưng vẫn phải cảm ơn chú Vưu An đã cho tôi cơ hội này. Vệ Ân nhìn thấy nàng trên người mặc bình minh giáo hội nữ tu phục. Một bộ cực đơn giản phong cách váy, cùng với trên tay thánh ước, hỏi: Kali tỷ Ngươi đây là muốn đi kê giáo đường sao? Kali trên tay ông chính là thánh ước của giáo hội Bình Minh, là một quyển truyền thuyết ghi lại ca tụng chú Bình Minh, cùng với điển tịch giáo lý. Sau khi nghe hắn nói, Kali ông thánh ước càng chặt hơn, vui vẻ nói. Hôm nay có giáo chủ đại nhân Klander đến lĩnh sướng ca ngợi, ta cũng không muốn bỏ lỡ tràng diện long trọng như vậy. Khắc Lan Đức tới. Đại nhân vật A. À. Vệ ân biết Khắc Lan Đức nơi này, là đô thành của vương quốc chát ló nghe nói nơi đó có kích thước bằng bốn thành bang cu sơ rất nhiều thi sĩ trong biển từ xa đến đều gọi nó là thành phố kỳ tích cũng không biết trong đó khuếch đại thành phần có bao nhiêu so với trồng hoa gia ma đô sao kali vẽ mặt nghiêm túc nhìn hắn vệ ân giáo chủ đại nhân cũng không phải đại nhân vật gì chúng ta đều là lê minh tính phụng giả ngươi gọi hắn là đại nhân đó là hắn đạt được bình minh thánh quyến chỉ có thành kính nhất tín đồ mới có thể đạt được này vinh hạnh đặc biệt. Không biết lúc nào, bình minh mới có thể cho ta đáp lại. Vệ ân nghiêm túc phát canh gà độc. Chị Kali là tín đồ thành kính nhất của thành bang Cát So, tôi tin lão đông đứng đầu Lê Minh. Khụ khụ, lão nhân gia nhất định sẽ đáp lại cho ngươi. Nói không chừng, còn có thể hạ xuống thánh quyến, để ngươi trở thành một trong tam thánh nữ của Lê Minh giáo hội. Là một người vô thần, hắn thật sự khó có thể hiểu được từ tín ngưỡng này. Kali cũng không có nghe ra hắn khinh nhờn ngữ ý, ngượng ngùng nói. Ta nào có ngươi nói tốt như vậy, bất quá. Ta sẽ cố gắng. Kali, ta cảm thấy vệ ân nói không sai, ngươi chính là Minh Châu của các so, nên trở thành thánh nữ của Lê Minh Giáo hội. Đúng lúc này, một gã trung niên đẹp trai mặc âu phục màu xám, mang theo vali màu đen, có mái tóc vàng cùng đôi mắt màu xanh ngọc đi tới. Không ai khác chính là cha của Kali, Eung Modric. Tìm thư uyển www chấm com phụ thân, ngươi cũng dễu cật ta. Vệ ân nhìn xem làm lũng Kali, gọi thẳng hảo gia hỏa. Trước mặt gọi phụ thân, sau lưng gọi vưu an đúng không? Sự thật mà, vưu an sủng nịch cười nói. Được rồi Kali, em nên đi giáo đường. Kali thuận theo gật đầu, vệ ân, ta đi trước, chờ mong tin tức tốt của ngươi. Nhìn cô đi xa, Vưu An mới vỗ vai Vệ Ân, "Đừng có ý đồ gì với Castor Minh Châu nhà tôi, cậu không xứng với cô ấy." Vệ Ân thu hồi ánh mắt, ranh mãnh nói, "Chú Eun, bản thân Castor Minh Châu có biết chú dùng danh hiệu của cô ấy lên người chị Kali không?" "Nó không quan trọng. Bạn đã chuẩn bị những tài liệu đó chưa?" "Đã chuẩn bị đầy đủ." Vệ Ân vỗ vỗ cái túi nhỏ trên tay, nói, "Rất tốt." hy vọng cậu có thể thông qua phỏng vấn bí điều ti cũng không phải dễ dàng vào như vậy anh minh thần võ đẹp trai tiêu sái vưu an đại nhân thư đề cử của ngài có thể miễn cho tôi thời gian thử việc không vưu an thề thốt cự tuyệt tuyệt đối không có khả năng suy nghĩ của anh rất nguy hiểm tôi chỉ thuận miệng nói thôi vệ ân nhún vai hắn đương nhiên biết rõ điều này không có khả năng thời gian thử việc mỗi tuần lương ba liên. Nhân viên chính thức mỗi tuần lương 5 shilling, kém nhiều như vậy, người của công ty bí mật choán ván mới có thể miễn thi cho anh ta. Vệ ân, tôi phải nhắc nhở cậu. Vưu An nghiêm túc nói. Công việc của cục điều phối vô cùng nguy hiểm, bất kể là nhân viên chính thức hay không, đều luôn phải đối mặt với nguy hiểm mà người thường không thể tưởng tượng được. Ngươi thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng. Chương 8 Bí điều tư Bạn đang nghe tại truyện.audio chấm anh thực sự sẵn sàng chưa? Vưu An thúc thúc, rất cảm ơn sự quan tâm của ngài, vệ ân cực kỳ nghiêm túc nói. Nhưng xin hãy tin tưởng tôi có thể đảm nhiệm công việc này. Làm sao có thể không đáp ứng, đây chính là công việc lương năm si linh một tuần. Hơn nữa so với những nơi khác, hệ số an toàn của bí điều tư vô cùng cao, ở toàn bộ thành bang cu sơ đủ để xếp vào top 5. Tạm thời tin tưởng ngươi, Vưu An nhìn thấy biểu tình như vậy của hắn, vẫy tay nói. Đi theo ta, thư giới thiệu ta đã chuẩn bị tốt cho ngươi. Rất cảm ơn ngài. Vệ ân đi theo vào phòng khám Modric. Trong trí nhớ của người tiền nhiệm, anh rất hâm mộ sự bố trí của phòng khám này. Mô hình bộ xương, búp bê nhện và các mẫu vật hình thù kỳ lạ. Giống như một linh hồn hơn là một căn phòng được sắp xếp bởi trường phái u hồn. Nhưng từ khi vệ ân vào phòng khám, hắn đã lật ngược ký ức của người tiền nhiệm ở bên tay trái cửa vào, mô hình xương khô mà tiền thân cho là, thật ra là một chiến sĩ xương khô. Trong hốc mắt nó hơi lóe ra hắc mang, cả người tản ra khí tức âm lãnh, cùng với thanh đại kiếm hai tay rỉ sét loan lỗ trong tay, đều cho thấy thân phận sinh vật vong linh. Con nhện khổng lồ, búp bê, trên trần nhà, mặc dù sau khi nhìn thấy hắn vào cửa, Thủy chung vẫn duy trì tư thế không nhúc nhích. Nhưng sáu cái chân nhện đầy gai kia, ba đôi mắt trợn tròn trên đầu, cùng với tơ nhện dao động giữa không trung người mù đều biết đây là sống còn có chính là những bình lọ lọ đặt trên tủ trưng bày đều là đồ chơi gì ánh mắt của sinh vật không biết tên nội tạng của sinh vật không biết tên chân tay giả của sinh vật không biết tên hả cái này hình như là chân người vệ ân nhìn phong cách bài trí quái dị trong phòng khóe miệng giật giật đây thật sự là phòng khám sao có trời mới biết là tới chữa bệnh hay là tới đưa tang vưu an từ dưới bàn ngăn kéo trong lấy ra một quyển giấy da dê thấy hắn tò mò nhìn quanh ánh mắt cười nói thế nào phòng khám của ta rất tuyệt a à? rất tuyệt chú vưu an vừa nhìn đã biết chú là một bác sĩ y thuật tinh xảo loại thời điểm này cũng đừng để ý lời nói dối có phải thiện ý hay không mạng nhỏ quan trọng hơn đừng thấy chỗ này của tôi không lớn nhưng tuyệt đối là phòng khám của thành phố cát xo so. Vưu An vẻ mặt đắc ý nói. Vệ ân, nể tình hàng xóm, về sau ngươi xem bệnh, ta đều sẽ cho ngươi giảm 20%. Anh nghiêm túc chứ? Kỳ thật. Đại cũng không cần như thế. Tôi cảm ơn ngài. Không cần khách khí, vệ ân. Nhìn thấy cậu, tôi liền nghĩ đến lúc tôi còn trẻ, anh Tuấn tiêu sái, giàu tinh thần mạo hiểm. Nói xong, ơ đem trong tay quyển trục đưa cho hắn, nếu như không phải vì Kali, có lẽ ta bây giờ còn là một gã thuyền y, đi theo hoa hồng trắng hào hàng hải tứ hải, ta. Chú Vưu An, thời gian phỏng vấn sắp đến rồi, cháu đi trước đây. Vệ Ân không đợi hắn nói xong, tiến lên nhận lấy quyển trục xoay người rời đi, chờ ta trở về, nhất định sẽ nghe sự tích huy hoàng của ngài. Cảm quan quá nhạy bén cũng không phải chuyện tốt. Trên đầu tơ nhện vẫn bay, phía sau thường thường truyền đến thanh âm đại kiếm ma sát mặt đất để cho hắn muốn thoát khỏi nơi này. Hả? Vệ ân, vậy chúc cậu may mắn. Vưu An nhìn bóng dáng hắn xoay người vẫy tay tạm biệt, khẽ mỉm cười. Thật là một người trẻ tuổi biết lễ phép, đáng tiếc là một con đực. TTT Kali xinh đẹp hào phóng như vậy, ôn nhu thiện lương. Xứng với người trẻ tuổi kiệt xuất nhất các so. TT Vưu An ngửa đầu nhìn con nhện, giải thích nó là con gái tôi, tôi đương nhiên phải cẩn thận chọn con rể rồi. Lúc này, bộ xương chiến sĩ làm mô hình nửa ngày ở cửa chậm rãi xoay người, xoẹt 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 xoẹt, mò riết, hắn phát hiện ta. Vưu An sửng sốt một chút, như có điều suy nghĩ nhìn một chút cách vách phương hướng, tính toán thời gian, cũng xác thực nên trở thành một gã vu sư học đồ. Bất quá so với mấy đời quan tình báo trước, hắn thật đúng là khiêm tốn. Thật không nghĩ tới người theo tâm như vậy lại đồng ý đề nghị của hắn lựa chọn tiến vào bí điều ti. Ồ đúng rồi. Hình như lúc trước quên nói rõ với anh chức trách công tác của bộ phận hậu cần cục bí điều. Quên đi, với tần suất thay đổi của quan tình báo u hồn, cũng không kém chút ngoài ý muốn như vậy. Ơ Ung thì thầm vài câu, xoay người mở vali ra và bận rộn lấy ra vài bộ phận biến dạng mới thu thập. Đi bộ gần nửa giờ, vệ ân mới dựa theo địa chỉ vưu an cung cấp, tìm được số 102 khu phố Đỗ Mễ Đặc Lỗ. Khu phố Dumitru nhộn nhịp hơn đại lộ đần gần khu ổ chuột. Con đường rộng rãi bằng phẳng hơn, kiến trúc hai bên cao lớn mà tinh xảo, tràn đầy phong cách gô tiết, khiến cả khu phố tràn ngập màu sắc thần bí yên tĩnh. Hai bên mở từng gian cửa hàng, từng vị thân sĩ tiểu thương ngồi xe ngựa chạy tới, ăn mặc chỉnh tề, tao nhã đi vào những cửa hàng này. Thỉnh thoảng lại có một đội vệ binh mặc khôi giáp màu trắng bạc, mang theo phụ văn thương, đi qua khu phố tuần tra. Mà ô tô hấp ầm ầm rung động, ở trong một đám xe ngựa thập phần chói mắt, sẽ khiến cho người đi đường dừng chân, toát ra biểu tình hâm mộ. Đèn đường cách nhau 10 bước, càng lộ ra vẻ đặc thù của khu phố đổ mễ đặc lỗ. Bình minh quan huy ngưng tụ, sẽ làm cho người sống ở chỗ này càng có cảm giác an toàn. Rất hiển nhiên, nơi này chính là khu vực trung tâm của thành bang Cát So vệ ân không có quá nhiều quan sát, đi vòng qua krem đại giáo đường, làm cho hắn vốn là không thế nào dư giả thời gian trở nên càng thêm khẩn trương. Hắn trực tiếp đi vào bí điều ti đại môn, tại cùng thủ vệ nói rõ ý đồ đến sau, liền bị đưa tới lầu ba bộ phận hậu cần chỗ ở. Tin cơ beo Dịp qua nhĩ bộ trưởng, người ngài chờ đã đến. Thủ vệ gõ cửa, hướng người bên trong một tay nắm quyền đặt ở trước ngực hành lễ nói. Từ, mời hắn vào đi thủ vệ lui ra để lại cho vệ ân một nụ cười thiện ý liền xoay người rời đi vệ ân đi theo vào nhìn về phía vị bộ trưởng di go kia mái tóc xám trắng đang xen từng sợi dựng thẳng lên làn da rất trắng nhưng thô ráp mày rậm mắt to môi dày một vết sẹo dữ tợn từ cánh mũi kéo đến thái dương không chỉ không phá hư hình tượng của hắn ngược lại tăng thêm vài phần uy nghiêm thân hình của hắn cực kỳ cao lớn cường tráng đây là đặc thù điển hình của tộc người an đúc ở đông đại lục tìm thư uyển vê đúp vê đúp vê đúp chấm giao su chấm com chỉ thấy hắn lúc này mặc cu sơ thường thấy thủy thủ áo lót lười biếng tựa ở trên ghế cao lưng hai chân gác ở trên bàn trong miệng ngậm xì gà phun ra khói thuốc vệ ân cũng không nghĩ tới người phỏng vấn sẽ là bộ trưởng bộ hậu cần vẻ mặt hơi câu nệ nói di go bộ trưởng ta là vệ ân lô vét là dịp qua nhĩ ngắt lời ta biết vưu an giới thiệu tới không thể không nói lần này hắn cuối cùng cũng làm một chuyện chính sự. Nói xong, hắn thờ ơ nhìn vệ ân một cái, hỏi. Nói cho ta biết, ngươi đến từ nơi nào, Rê, Y Tân, hay là OKB? Ở Caster, không, trong toàn bộ vương quốc chát lên, tộc xa rút hiếm khi được nhìn thấy. Vệ ân mím môi, đáp. Thành bang Prieto của nước Cộng hòa Rê, bộ trưởng Di Xem ra vị bộ trưởng bộ hậu cần này bộ dáng không dễ ở chung lắm. Là Red a cũng đúng, toàn bộ đông đại lục chỉ có nơi đó ôn nhu khí hậu, mới có thể nuôi ra tiểu tử xinh đẹp như ngươi. Giọng nói của Di Go hơi có vẻ lỗ mãn, giống như không cho là đúng đối với việc thành bang cu Sơ xuất hiện cách xa vạn dặm. Phiêu, xinh đẹp. Đây là hình dung nam nhân sao? Không đợi hắn phản bác, Di hỏi tiếp. Khi nào thì có thể đi làm? Đề tài nhảy nhót như vậy sao? Vệ ân sửng sốt, sau khi kịp phản ứng trả lời. Ngày mai. Buổi chiều đúng không? Hả? Là hắn dùng sai từ ngữ, hay là lỗ tai đối phương xảy ra vấn đề? Dì Go cuối cùng thay đổi cái tư thế, thu hồi hai chân, từ trên bàn lộn xộn thư tịch, báo chí, công hàm các loại tài liệu hạ, tìm ra một tờ giấy da dê đẩy tới, ký xuống nó. Ta đây là phỏng vấn thông qua. Chương 9 có cá tính điều tra quan. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đương nhiên, con mắt màu đen của Di Go nhìn chầm chầm hắn, phun ra một làn khói thật dài, thành bang cu Sơ là một tòa thành thị tôn sùng tự do, bí điều ti càng đúng. Đây là chuyện tự do hay không tự do? Vệ ân nhìn xuống dục vọng chăm chọc tràn đầy trong lòng, rất thực tế hỏi. Vậy tiền lương thì sao? À đúng, còn chưa nói đến tiền lương của anh. Di Go nói thầm một câu phiền toái, hắn giọng nói. Chúng ta bí điều ti nhân viên, ngươi biết sẽ thường xuyên cùng thần bí quỷ dị sự kiện giao tiếp, tiền lương so với những bộ phận khác trên nổi 20%. Trong thời gian thử việc, lương của bạn là 4 shilling một tuần. Khi bạn trở thành một nhân viên điều tra đủ điều kiện, lương hàng tuần sẽ tăng lên 6 shilling. Thế nào, hài lòng không? 4 shilling và 6 shilling cái này so với vưu an nói tiền lương còn nhiều hơn một chút không tệ chờ đã nhân viên điều tra chẳng lẽ đây là xưng hô thống nhất đối với nhân viên của cục điều tra sự kiện thần bí nhập chức rất có khí thế xưng hô vệ ân gật đầu bộ trưởng di go tôi rất hài lòng phần tiền lương này sẽ cải thiện cuộc sống của tôi tất cả mọi người cho là như vậy di go từ chối cho ý kiến gật đầu chỉ vào giấy da dê nói hiện tại có thể ký kết nhậm chức khế ước sao? Hoàn toàn không thành vấn đề. Vệ ân cầm lấy giấy da dê, nhìn lướt qua, sau khi xác nhận tiền lương, liền ký tên mình. Rất tốt. Di Go tiếp nhận đơn xin, tiện tay nhét vào trong đống văn kiện, đứng dậy vương tay. Hoan nghênh ngươi gia nhập, ta là Di Go Bộ trưởng Bộ Hậu cần Cục Bí Điều Thành Ban Cú Sơ. Vệ ân cầm tay cậu, tôi cũng rất vinh hạnh, ra cửa phải chuyển sang bộ phận điều tra tìm la Si, cô ấy sẽ dẫn cậu đi lấy trang bị của cậu dịp qua nhĩ ưỡn ngực trục lại lại dựa vào ghế lười biếng nói ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi vệ ân giọng điệu này của ngươi một chút cũng không có ý chờ mong a à. tạm biệt bộ trưởng di go nói xong vệ ân liền xoay người ra khỏi văn phòng này ở lại lâu hơn một chút sợ là hắn sẽ xé phần khế ước vừa ký kia có bộ trưởng hậu cần như vậy trưởng quản, thật sự đáng tin sao? Chờ hắn sau khi rời đi, Di Go lần nữa đem hai chân gác ở trên bàn, tiện tay cầm lấy một phần báo chí nhìn lên, trong miệng nói thầm. Ta ngửi được u hồn kia cổ đùa bẩn sinh tử vu sư mùi vị. Bất quá quản hắn đâu rồi, chỉ cần hắn là siêu phạm chức nghiệp, hậu cần bộ phận điều tra cửa lớn vĩnh viễn vì hắn mở ra. Sau khi ra khỏi phòng làm việc, vệ ân đi tới một gian phòng làm việc ở cuối hành lang thông qua bản tên cũ nát ở cửa, mơ hồ nhận ra dòng chữ điều tra. Tin cơ Hắn bấm chuông cửa. Có trời mới biết ở một nơi như bí điều tư, sao lại xuất hiện đồ dùng gia đình như chuông cửa. Cửa không khóa, mời vào. Nghe được âm thanh này, vệ ân nhướng mày, là một quý cô. Bất quá, ngữ điều này của nàng, sao lại giống như dịp qua nhỉ lúc trước chứ? Lười biến giống nhau. Nghĩ như vậy, hắn đẩy cửa đi vào bị tăng lên cảm quan để cho hắn trước tiên cảnh giác cảm giác nguy hiểm có sát ý h Rose, thu hồi sát ý của ngươi đi ngươi dọa đồng nghiệp mới của chúng ta rồi một cái thân hình cao lớn nữ nhân ân ngực cơ bắp rất phát triển nữ nhân đứng dậy hướng bên trong nguyền rủa hình dung dáng của cô như thế nào đây ừm vệ ân nhìn thấy dáng người của cô trong đầu lập tức hiện lên hai chữ bò sữa có gánh nặng không nhẹ. dáng vẻ của cô cũng nóng bỏng như vậy, mái tóc xoăn nâu, làn da trắng bệt, điều hiếm thấy ở một vùng ven biển như thành phố Cu Sơ. Khuôn mặt của cô rất tinh xảo, đôi mắt thật to, đôi mắt màu nâu, sống mũi cao thẳng, đôi môi gợi cảm. Đây đúng là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, ừm, cũng rất dũng mãnh. Xin lỗi, Lassie, tôi vừa từ bến cảng trở về. Trong góc tận cùng của căn phòng, một thanh niên ăn mặc chỉnh tề, mặt âm trầm thưởng thức một thanh súng ống dài, vẻ mặt kia tự như có người nợ hắn mấy ngàn vạn không trả. Tên là Lai Tây thuộc nữ, như trước mắng chửi đỉnh đạt nói. Lại có lần sau, ta liền bóp nổ ngươi loạn trứng. Cô dừng lại, không nói tiếp nữa. Mà là quay đầu nhìn về phía vệ ân ở cửa, sau khi đánh giá trên dưới vài lần, huyết sáo tán thưởng nói. Dịp qua nhỉ lần này làm rất đẹp, hắn lừa dối một vị thân sĩ gia nhập. Lừa dối. Vệ ân há miệng, cậu đột nhiên cảm thấy nghe theo đề nghị của Vưu An, gia nhập cục điều tra là một quyết định sai lầm. Hắn rất khó tin tưởng bí điều ti lại là cái dạng này. Bộ trưởng tộc An Đúc không đáng tin cậy, nữ nhân hung hãn rất thuộc nữ, cùng với thanh niên âm trầm nhìn liền dọa người. Đây thật sự là bộ phận điều tra sự kiện bí ẩn trong truyền thuyết phụ trách bảo vệ an ninh thành bang sao. Lai Tây Phu Nhân để ta đoán xem, tên hỗn đảng di go kia bảo ngươi tới tiền ta lĩnh trang bị. Vệ ân gật gật đầu, dĩ nhiên cũng không cảm thấy đem hai chữ hỗn đảng đặt ở trên người dịp qua nhĩ có vấn đề. La Xi trên mặt lộ ra nụ cười, ta liền biết hắn phi thường tán thành năng lực dẫn đội của ta. Vệ ân, lóc. Vệ ân, bộ dáng không quá hung hãn. La Xi lẩm bẩm một câu, sau đó tươi cười vương tay, tóm lại, hoan nghênh sự gia nhập của anh. Tôi là janis Montoya, nhân viên điều tra của Bộ Điều tra một. Vệ ân do dự một chút, nhẹ nhàng cầm tay cô. Hắn luôn cảm thấy vị thuộc nữ, dũng mãnh này sẽ giữ chặt tay hắn, tìm thư uyển ném hắn bay ra ngoài. Người bên trong là Roger Quy. Ngoài ra còn có hai nhân viên điều tra, đang bắt chuột ở khu dân nghèo, chậm nhất ngày mai anh có thể gặp bọn họ. Lassie nói nhanh như súng máy. Không đợi vệ ân nói gì, chỉ thấy nàng cầm lấy đồng phục trên bàn mặt vào che đi trước ngực vĩ ngạn cùng sáu khối cơ bụng sau nói ra đi thôi thưa dịp đám tạp chủng bộ phận quản lý vật tư còn đang đi làm chúng ta đi lĩnh trang bị một chút ừ cảm ơn vệ ân theo cô ra khỏi văn phòng này anh mới phát hiện la Si còn cao hơn anh một chút không cần khách khí chờ sau khi anh quen với công việc ở đây anh sẽ hiểu giữa chúng ta không cần những từ hoa mỹ này ý là hắn cũng sẽ biến thành. Có cá tính như vậy. Vệ ân như thế nghĩ đến, tuy rằng điều này sẽ làm cho hắn cảm thấy gia nhập bí điều ti, càng thêm thiếu suy nghĩ. Vệ ân, cảm giác đối với bí điều ti thế nào? Nói thật sao? Đương nhiên, Lai Tây nhìn hắn cười nói. Xem ra ngươi phát hiện, bộ phận hậu cần của chúng ta là một nơi rất thú vị. Nhưng không phát hiện ra điều này, vệ ân thành thật nói chính là đột nhiên rất hối hận đến phỏng vấn. À, cái này. La Si im lặng, nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc, ý thức được chính mình nên làm những gì, để vãn hồi tên này thật vất vả lừa gạt tới đồng sự. Vệ ân. La Si ỉ vào thân cao chân dài, một nắm lấy đầu của hắn, đặt ở trước ngực nói. Tin tưởng ta, chờ ngươi quen thuộc nơi này về sau, ngươi nhất định sẽ thích nơi này. Cái này. Sau này có thích hay không, vệ ân không rõ lắm nhưng hắn biết nếu không làm chút gì hắn sẽ bị bóp chết chương một quả nhiên bị hố bạn đang nghe tại truyện chấm audio toàn bộ bí điều ti từ trên xuống dưới ngoại trừ ban lãnh đạo tổng cộng phân chia năm bộ phận bộ phận hậu cần của chúng ta tính là một còn có bộ phận quản lý vật tư phụ trách điều phối vật tư và nghiên cứu phát triển trang bị bộ phận bí mật phụ trách thu thập tình báo cùng với nhóm tố cáo người chết lên tiếng với bên ngoài. Tố cáo người chết. Vệ ân nghi hoặc hỏi. Đó là ngành gì? Lai Tây thản nhiên nói. Ngoại tuyên bộ biệt danh, sở dĩ xưng hô bọn hắn là cáo người chết, đa số cần bọn hắn đối ngoại lên tiếng thời điểm đều là một ít chuyện không tốt. Chính xác mà nói, bọn họ chính là bộ phận công bố tình hình thương vong của vụ án cùng với kết quả xử lý. Vậy bộ phận cuối cùng là bộ chiến đấu bộ phận trung tâm nhất của bí điều ti bọn họ lai tây hơi dừng lại ừ chờ ngươi nhìn thấy bọn họ sẽ biết tóm lại có thể gia nhập bộ chiến đấu đều là người điên cô vừa đi vừa nói không chỉ giới thiệu tình huống của bí điều ti còn nói một ít hạng một công việc cần chú ý tận khả năng để cho anh hiểu rõ toàn diện điều này làm cho cảm quan của vệ ân đối với lai tây phi thường tốt bất quá lúc hắn nghe cũng không nhàn rỗi giống như lưu lão bà đi dạo đại quan viên nhìn trái nhìn phải đối với hết thảy nơi này hắn đều cảm thấy rất hứng thú đương nhiên chủ yếu là dựa vào năng lực nhận thức của hắn để nhìn trong đó ấn tượng nhất là nơi được gọi là khu giam giữ đi ngang qua nơi đó lúc hắn cảm giác được có một cổ rất quái dị dao động tựa như buổi sáng hắn mở ra phù văn pháp trận lúc cảm giác nhưng muốn càng mãnh liệt cũng càng quỷ dị giống như muốn chọn người mà cắn dựa theo La giới thiệu, nơi đó giam giữ thứ nguy hiểm nhất toàn bộ thành bang cu Sơ. Nơi này nàng không có đặc chỉ sinh vật, nghĩ đến bên trong có không ít quỷ gì cấm kỵ vật phẩm. Quy củ của bí điều ti chúng ta không nhiều lắm, nhưng có một điều ngươi phải nhớ kỹ. La dừng bước, nhìn về ân trịnh trọng nói. Tuyệt đối không nên ở trước mặt cục trưởng đàm luận bất luận cái gì cùng tín ngưỡng có liên quan đồ vật. Tín ngưỡng liên quan Vệ ân có chút khó hiểu nhìn cô. Tuy rằng hắn đến thế giới này không bao lâu, nhưng cũng rõ ràng giáo hội ở rất nhiều địa phương chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhất là giáo hội đông đảo tín đồ như giáo hội Lê Minh, cho dù là ở thành bang ven biển như Cát So, cũng có thể ngang hàng với giáo hội Bảo Tát. Chị Lai Tây, ý chị là loại giáo hội Lê Minh. Tất cả. La Si tiếp tục đi về phía trước, bình minh trạng đông, bảo tố hải thần, đại địa phong phú cùng với hồng nguyệt treo cao, này bốn giáo hội liên quan bất cứ chuyện gì đều là cấm hạn. Tóm lại, ngươi nhớ kỹ điểm này là được. Dưới tình huống bình thường, cục trưởng đại nhân vẫn rất dễ nói chuyện. Vệ Ân gật đầu, ngược lại không cảm thấy đây là đại sự gì, bất quá là một vị thủ trưởng có chút cổ quái mà thôi. Đến rồi, nơi này chính là bộ phận quản lý vật tư. La tại một đạo cửa sắt đứng lại, trong miệng phun tạo nói: cũng không biết cục trưởng làm sao sẽ đem nơi này phân phối cho bọn hắn những kia tạp chủng sâu mọt vệ ân quét mắt nhìn bốn phía tán thưởng nơi này đẹp quá xung quanh là các loại hoa cỏ cỏ cây màu sắc tầng tầng chồng lên nhau rất có trình tự trong đó có vài loại hoa cỏ vừa nhìn cũng rất quý giá quá tươi đẹp chỗ đại môn có một vòi phun nước nước suối rất trong suốt hiển nhiên là thường xuyên xử lý khiến hắn kinh ngạc nhất vẫn là tòa kiến trúc trước mắt này chỉ nhìn bề ngoài là có thể cảm nhận được không hợp với những kiến trúc khác. Cửa chính là gỗ sắt dày nặng, trên đó còn điêu khắc hoa văn tinh xảo. Cột chống đỡ hai bên càng xa xỉ sử dụng đá hoa văn trắng, loại vật liệu đá này mặc dù là tiền thân không có nhiều kiến thức, cũng biết giá cả của nó có thể so với kim bản. Mặt đất trải một tầng sàn bằng đá, độ sáng đủ để dùng làm gương. Ặc, à, màu tím. Vệ Ân nhìn thoáng qua mặt đất liền vội vàng bịt mũi nhìn về nơi khác. Cũng không biết là kiệt tác của vị đại thần nào, đem gương trải trên mặt đất, đối với những nữ nhân ăn mặc mát mẻ kia quá không thân thiện. Vị trí tốt nhất, kiến trúc xa hoa nhất của bí điều ti. Nghe nói năm đó khi xây dựng nơi này, đã dùng hết kinh phí ba năm. Lai Tây biểu môi nói. Vốn tưởng rằng cục trưởng tiền nhiệm xây dựng cho cao tầng, không ngờ lại nuôi một đám tạp chủng ăn bám chờ chết. Chị Lai Tây, hình như chỉ đối xử với bọn họ rất tốt khinh bỉ la Si liếc mắt nhìn mặt đất đồng dạng ý thức được ánh sáng của mình rất mất tự nhiên kẹp chặt hai chân giải thích người của bộ phận quản lý vật tư phần lớn là hậu duệ của nhân viên hy sinh trước kia nguyên bản ty hy vọng bọn họ có thể kế thừa di chí mượn năng lượng của bộ phận quản lý vật tư cố gắng nâng cao bản thân nhưng không nghĩ tới không nghĩ tới bọn họ lại không chịu thua kém như vậy thì ra là các thế hệ thứ hai vệ ân có chút hiểu đinh linh lai tây ấn chuông cửa khó chịu nói mau lĩnh đồ xong rời đi sàn nhà chết tiệt này nếu không bồi thường không nổi ta thật muốn đánh nát chúng nó cửa còn chưa mở một đạo thanh âm truyền đến vậy không thể được la xi cho dù chỉ đánh nát một khối ngươi một năm tiền lương cũng không đủ bồi thường sách mổ lai like, mau mở cửa chúng ta làm việc chung lâu như vậy cậu cũng nên hiểu phong cách làm việc của bộ phận quản lý chứ không hiểu được lai tây một tay che làng váy tận lực giảm bớt diện tích bị lộ vệ ân thấy thế cởi áo khoác trên người đưa qua chị lai tây cho chị la si đem áo khoác buộc ở dưới thắt lưng nhẹ nhàng thở ra nói cảm tạ lời nói ta sẽ không nói buổi tối ta mời khách mang người đi thể nghiệm hạ cát so cuộc sống về đêm, không cần khách khí. Bất quá, cuộc sống về đêm gì đó vẫn là muốn. Lúc này, cửa lớn chậm rãi mở ra. Một thanh niên khoác đồng phục màu xanh đậm lên vai đi ra, quét mắt nhìn mặt đất, biểu môi nói: Lai Tây, đều là bạn cũ, ngươi phòng bị như vậy không tốt. Ít nói nhảm. Lai Tây hừ nói hôm nay bộ phận hậu cần của chúng ta có đồng nghiệp mới ta lười đánh ngươi đồng nghiệp mới sách mổ lai lúc này mới chú ý tới vệ ân bên cạnh trên mặt hiện lên một tia không vui cũng cười to nói hoan nghênh hoan nghênh hoan nghênh gia nhập bí điều ti tôi là sách mổ lai a lý á tư của bộ phận vật lý vệ ân lóp không biết vì cái gì sau khi từ người này đi ra ánh mắt của tiểu a si vẫn chăm chú nhìn vào người tên sách mổ lai này ngay cả lai tây đối với mảnh đất trắng nõn vĩ ngạn cũng không nhìn. Điều này làm vệ ân sinh ra hứng thú với người trước mặt. Mời đi theo tôi, trang bị đều ở trong kho hàng bên cạnh. Sách mổ lai bình thản gật đầu, mang theo ngạo khí như có như không nhẹ nhàng xoay người, đi ở phía trước dẫn đường. Ngươi đi đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Lai tay nhìn mặt đất càng thêm sáng ngời, cau mày nói. Được. Nói xong, vệ ân liền đi theo, giống như tiểu a si ánh mắt đều đặt lên người sách mổ lai nhìn dáng vẻ của ngươi không phải của các so chứ vừa tới không bao lâu sách mổ lai xoay người nhìn hắn một cái ánh mắt mang theo quan sát vừa tới đã dám gia nhập cục bí điều còn là bộ phận hậu cần nguy hiểm nhất ngoại trừ bộ chiến đấu ngươi là siêu phàm chức nghiệp hay là có siêu phàm huyết mạch người thừa kế vệ ân sửng sốt cũng không phải bởi vì đối phương đưa ra vấn đề mà là câu kia nguy hiểm nhất bộ phận hậu cần bộ phận hậu cần rất nguy hiểm sao thì ra cậu đối với bí điều ti một chút cũng không biết a à, chật sách mổ lai lộ ra nụ cười không rõ ý tứ nhìn hắn nói vệ ân đúng không hy vọng sau này còn có thể gặp anh ở cục điều tra nói xong hắn bước nhanh hơn thẳng đến căn phòng cuối hành lang mới dừng bước xem ra lát nữa cần phải tìm chị lai tay hỏi rõ trách nhiệm công tác của bộ phận hậu cần vệ ân trong lòng có chút dự cảm không tốt có thể bộ phận hậu cần này không giống như trong tưởng tượng của hắn so sánh mà nói công việc của bộ phận quản lý vật lý ngược lại phù hợp với kỳ vọng của hắn đừng đứng đó lát nữa tôi còn phải đến nhà thờ lớn mau tới đây sách mổ lai lấy ra một tờ giấy da dê trải lên bàn chào hỏi ký tên vào đây mặt khác tôi phải nhắc nhở anh kinh phí của cuộc điều tra rất eo hẹp sau khi trang bị hư hỏng anh phải trả một nửa chi phí sửa chữa. Vệ ân nhìn thoáng qua vali trên tay hắn, hỏi. Chi phí sửa chữa rất đắt sao? Rất đắt. Còn không? Lính mới, thu hồi trí tưởng tượng đáng thương của cậu đi. Sách mổ lai like cười nhạo. Bên trong cái rương này là trang bị chế thức hoàn mỹ nhất cường đại nhất thành bang cu sơ. Ngoại trừ một ít trang bị cá nhân định chế, thì thứ này là quý giá nhất chỉ cần bộ này chào hàng trên chợ đen, cũng có thể khiến ngươi phất nhanh trong một đêm. Ngươi sẽ không cho rằng chúng ta thật sự là lai tây trong miệng hỗn ăn chợ chết tạp chủng đi. Vệ ân chớp chớp mắt, ý của anh là, nó có thể bán. Thật sự là một đêm phất nhanh, khoản mua bán này cũng không phải là không thể làm. Cùng lắm thì đem trang bị bán đi về sau, hắn liền rời đi chát ló vương quốc, chạy trốn thật xa về phần người của bộ phận quản lý vật tư có phải là đồ cặn bã hay không? Chuyện này liên quan gì đến hắn? Sách mổ lai một bộ thấy quỷ biểu tình, trên trán gân xanh đều nhúc nhích, người nếu dám một mình bán ra chúng nó, liền chờ bị bộ chiến đấu bọn điên tìm tới cửa đi. Tôi chỉ đùa một chút thôi. Vệ ân ký tên, sách cái rương qua, thuận miệng hỏi. Anh Someli, anh cũng muốn đến giáo đường xem đại giáo chủ cơ lan lĩnh sướng ca ngợi ai quan tâm lão già kia ta là đi gặp ta kali nữ thần ngươi hỏi cái này làm gì nữ thần kali chuyện này liên quan gì đến anh vệ ân nhìn ánh mắt hắn trở nên nguy hiểm làm bộ vui sướng nói nếu như là vị nữ thần kali kia học tập ở học viện dream ta hẳn là biết nếu tiểu a -si cảm thấy hứng thú với hắn như vậy vậy thì để lại một cái mốc thích hợp là được ngươi biết tạp lị nữ thần đúng vậy sách mổ lai khinh thường nói vậy tôi còn biết cha cô ấy đi nhanh lên đừng làm trễ giờ làm của tôi vậy gặp lại sau sách mổ lai đại ca vệ ân thấy cậu không tin cũng không nói thêm nhúng vai xoay người rời đi cái móc đã buông xuống về sau có rất nhiều cơ hội chờ sau khi hắn ra khỏi bộ phận quản lý vật tư liền nhìn thấy lai tay đứng ở bên cạnh suối phun vẻ mặt không kiên nhẫn bên cạnh còn có một vị tráng hán thân hình cao lớn. tan địch á ca, ta đã biểu lộ thái độ của mình, xin đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. la xi, ta biết ngươi đối với ta có hiểu lầm, thời gian sẽ chứng minh, chỉ có ta mới là montoya gia tộc cường đại nhất người thừa kế. vậy thì liên quan gì đến tôi? lai tây tỷ, ta bên này lĩnh tốt trang bị. tráng hán nghe được thanh âm, xoay người liếc về ân một cái, bỏ lại một câu, lần sau nói chuyện tiếp liền xoay người rời đi. Lai Tây cũng không đáp lại lời hắn, mà đưa áo khoác bên hông cho vệ ân, đi thôi. Vệ ân cũng dại ra hồi lâu, mới nhìn được trung trảy trên người, nhận lấy áo khoác cứng nhắc mặt vào, chị Lai Tây, người vừa rồi là. Tan địch Á Ca, hắn chính là bộ chiến đấu, một tên điên không hơn không kém. Sau này gặp hắn, nhớ cách xa hắn một chút. Vệ ân bình tĩnh gật đầu, ồ. Ánh mắt kia thật mẹ nó dọa người, hắn đều cho rằng mình sắp chết. Vừa rồi trong nháy mắt hắn và người nọ đối mặt, cũng cảm giác được trước mắt một trận trời đất quay cuồng, mơ hồ trong hắn phản phất nhìn thấy một thân ảnh cự nhân cao vút trong mây gào thét với hắn. Lai tay đánh giá hắn, làm như nghĩ tới cái gì, biểu tình biến phẫn nộ, tên hỗn đảng này. Lần sau nhìn thấy hắn, ta nhất định không tha cho hắn. Chấn nhiếp Một loại tinh thần bí thuật chỉ cần tinh thần đẳng cấp không vượt qua thi thuật người, đều sẽ bị cưỡng chế lâm vào ngay người trạng thái, người nghiêm trọng thậm chí sẽ biến thành ngu ngốc. Lai Tây cắn răng nói. Ta không nghĩ tới hắn lại dám động thủ với ngươi, hắn sẽ không sợ bị cục trưởng trách phạt sao. Không có việc gì, về sau ta sẽ biết. Vệ ân bề ngoài không thèm để ý, nhưng trong lòng lại nhớ kỹ cái tên tan địch Á Ca. Nơi này, có cơ hội hắn nhất định tìm trở về. Đi thôi, sau khi trở về ta sẽ giới thiệu cho ngươi một chút tình huống của bí điều ti. Từ vệ ân sách vali đi theo phía sau, đúng rồi, chị lai tây. Tôi còn chưa biết chức trách công tác của bộ phận hậu cần, chị có thể giới thiệu cho tôi một chút không? Ngươi ký kết nhầm chức khế ước thời điểm, vì gò hắn không có nói rõ với ngươi sao? Có lẽ dịp qua nhĩ bộ trưởng quên rồi. Lai tây lần nữa bào chữ tục, tìm thư uyển v v v chấm com ta liền biết hắn cái gì cũng không nói, đây không phải cố ý lừa người sao? Vị này có phải hay không quên lúc bọn họ mới gặp mặt, nàng dùng chính là hai chữ lừa dối. Bộ hậu cần của chúng tôi, tên đầy đủ là bộ hậu cần và điều tra. Trên thực tế, phạm vi công tác hoàn toàn không dính dáng tới hậu cần. Vậy cụ thể thì sao? Tuy rằng Vệ Ân có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn thật sự nghe được những thứ này thời điểm vẫn có loại bị hố cảm giác công việc cụ thể chủ yếu bao gồm hai phần la Si hơi xấu hổ nói một là phụ trách trong phạm vi nội thành cu sơ tất cả vụ án thần bí điều tra công tác ta biết nói như vậy rất không thích hợp nhưng kỳ thật công tác này rất nguy hiểm nói cách khác ta muốn ra vào các loại địa phương nguy hiểm không chỉ cũng bao gồm giải quyết những kia tà thần tín đồ không khống chế được siêu phạm chức nghiệp giả, còn có. Còn nữa. Vệ Ân liếc mắt một cái, hắn đã hiểu bộ phận hậu cần làm gì. Hình tượng một chút, chính là cảnh sát siêu phạm thế giới. Còn có chính là muốn tận khả năng thu thập những kia quỷ dị sinh vật nhược điểm, vì bộ chiến đấu nhân viên chiến đấu cung cấp trợ giúp. Nói cách khác, chúng ta phải sớm cùng những sinh vật quỷ dị kia chiến đấu. Cũng không phải, La Si ngượng ngùng nói hoặc là ngươi dùng phương thức khác hiểu được cũng có thể. Vệ ân hít sâu một hơi, không định tiếp tục trối rắm về vấn đề này, mà hỏi. Vậy người kia thì sao? Một hạng mục khác chính là phụ trách công tác kết thúc vụ án. Nói đến đây, La Si trên mặt biểu lộ buông lỏng, lộ ra nụ cười nói. Ta cam đoan cái này chức trách, ngươi tuyệt đối hài lòng.